không ngờ lệ trưởng lão lại quan sát tỉ mỉ, chú ý tới chỗ này. Tuy nhiên, trên bản đồ thoạt nhìn khoảng cách không xa, nhưng khoảng cách thực tế bên trong dãy núi Trung Minh chúng ta không gần đâu. Hay là lệ đạo hữu đi thu xếp ổn thỏa mọi việc động phủ trước, rồi sau đó sẽ đi điện truyền công. Kỳ trưởng lão hơi sừng sờ, lập tức nói, làm cho kỳ trưởng lão chê cười rồi. Tại hạ ngưỡng mộ uy danh hiền hách của Trúc Long Đạo đã lâu. Đối với việc bên trong điện truyền công có lưu giữ điển tịch càng là việc tâm trí của tại hạ đã quan tâm từ nhiều năm. Bây giờ rốt cuộc tâm nguyện đạt thành, trong lòng thực sự không nhịn được, muốn đi xem trước. Hàn lập giả vờ thẹn đỏ mặt, nói, chương 190, vô tướng chân Luân Kinh. Ha ha, nếu đã là như thế, ta sẽ dẫn lệ trưởng lão đi một chuyến tới núi Ngự Long trước. Kỳ lương nghe Hàn lập nói xong, cười ha hả, nói. Hôm nay đã làm phiền kỳ trưởng lão quá nhiều rồi, có lệnh bài trưởng lão, việc tiếp theo cứ để lệ mố tự mình đi làm là được rồi. Nếu hai vị đã lâu không gặp, cũng nên hàn huyên ôn chuyện một lát. Hàn lập vội khoát tay, từ chối. Không ngờ lệ trưởng lão cũng có thói quen giúp người khác toại nguyện cơ đấy. Thế cũng được, bên trong vòng tay chữ vật mà điện ta đưa, có bản đồ sơn môn trúc long đạo chúng ta nên cũng không đến mức không tìm được địa điểm đó. Dư Hiền Thắng vừa cười, vừa nói, vậy, kỳ mỗ sẽ không đi cùng lệ trưởng lão rồi. Sau này nếu rảnh rỗi, mời tới điện thiên tinh của ta một chút. Kỳ lương hơi trần chờ rồi mở miệng nói. Nhất định, Hàn Lập chắp tay chào hai người, cáo từ rời đi. Sau khi hắn rời đi, trên mặt sư hiền thắng lộ ra nụ cười châm biếm, nói với kỳ lương. Hắc hắc, vài kẻ đúng là không biết nông sâu nên mới cho rằng làm nhiệm vụ chấp sự thông thường là tốt. Khi ăn phải trái đắng, mới biết được việc trông coi một điện như chúng ta để yên ổn tu luyện mới là kế lâu dài. Sau khi nghe thế, kỳ lương chỉ khẽ mỉm cười, không tán thành, cũng không phản đối. Lại nói, Hàn Lập ra khỏi đại điện, đi liền một mạch ra bên ngoài quảng trường, lật tay, lấy từ trong vòng tay chữ vật mà dư trưởng lão đưa cho, bản đồ sơn môn trúc long đảo. Sau một lát tra xét tỉ mỉ, hắn mới một lần nữa thu hồi lại. Sau đó, cổ tay lần thứ hai lật một cái, hắn lấy ra một khối ngọc giản, bên trong có ghi tóm tắt tình hình mỗi điện ở trúc long đạo, dính vào trên mi tâm. Sau một lát, hắn thu hồi ngọc giản, ngẩng đầu nhìn lên trên người chợt sáng ngời độn quang, thân hình đột ngột từ dưới đất bay lên, rồi hóa thành một đạo hồng nhãn vút đi. Thời gian tiếp theo, Hàn Lập một mặt cấp tốc phóng đến phía trước, một mặt cúi đầu quan sát sông núi phía dưới. Chỉ thấy núi non liên miên chập trùng như hình những con sóng lớn đã bị đông cứng, kéo dài vô tận, có cả một vài điện các nằm ở bên ngoài tông môn bị bỏ hoang. Đại bộ phận các điện đó đều bị tuyết trắng bao trùm, trông như cả một môn phái bình thường bị đóng băng vạn dặm trong tuyết. Tuy nhiên, một vài dòng sông lớn uốn lượn, Xuyên qua dãy núi vẫn giữ nét xanh biếc như cũ, không hề bị đóng băng vì nhiệt độ thấp, vẫn chầm chậm chảy như từ xưa đến nay. Thoạt nhìn chúng như những con mãng xà to lớn đang ngoan ngoãn ngủ đông ở bên trong dãy núi này. Trong số này, có vài con sông lớn mà trên đường Hàn Lập tới Trúc Long Đạo đã thấy qua, chỉ có là tên gọi của chúng không giống như nơi đây. Thực tế, chúng là phần cuối hạ lưu của những con sông lớn kia mà thôi. Ánh mắt hắn cuối cùng nhìn chằm chằm vào một khu đất lớn màu trắng bạc. Hàn Lập nhìn chỗ đó hồi lâu cũng cảm thấy có chút không thoải mái, thế nên sau đó hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, rồi toàn lực bay về phía núi Ngự Long. Một giờ sau, núi Ngự Long là một trong mấy ngọn núi rộng lớn nhất của cả dãy núi Trung Minh, đồng thời cũng một trong những ngọn núi trọng yếu nhất của cả Trúc Long Đạo. Trên núi quanh năm có pháp trận cấm chế che chở, bất cứ khi nào gặp phải tình huống bất thường sẽ lập tức khởi động. Ngoài ra, trong đó cũng không chỉ có một tu sĩ chân tiên cảnh tỏa chấn. Ở núi Ngự Long, từ chân núi, sườn núi lên đến đỉnh núi, mọi nơi đều xây từng khu kiến trúc dày đặc, đều là nơi dùng để cất giữ các loại điển tịch công pháp và sách bí thuật. Các đại điện dưới chân núi gọi chung là tàng kinh các, bên trong có cất giữ điển tịch phục vụ cho trưởng lão và đệ tử ngoại môn, còn chỗ ở sườn núi là nội điển các là phục vụ cho trưởng lão và đệ tử nội môn. Hai nơi này lưu trữ rất nhiều tài liệu, bao trùm phạm vi cực lớn. Trưởng lão và các đệ tử có thể đi qua khu mục lục chủ yếu, thuận tiện tự tra điển tịch cần tìm, rồi đến chỗ trưởng lão chấp sự dùng điểm công trạng để đổi lấy quyền điển tịch mình muốn. Ở trên đỉnh núi chỉ có một tòa đại điện duy nhất, được xây dựng cũng là để phục vụ trưởng lão nội môn và đệ tử chân truyền, tên của nó là điện truyền công nhưng bên trong cánh cửa điện này mới là nơi đổi điển tịch trọng yếu. Lúc này, tại trên quảng trường Bạch Ngọc phía trước điện truyền công, bỗng nhiên có một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, hạ trước đại điện. Chính là Hàn Lập vừa chạy một mạch từ điện hộ tạo tới đây. Sau khi hạ xuống đất, Hắn sửa sang lại quần áo có chút xộc xệch do gió thổi, rồi ngẩng đầu ngắm đại điện phía trước. Điện truyền công trước mắt thoạt nhìn rất bình thường, thoáng qua cũng chỉ thấy như một mái hiên đơn lẻ trên đỉnh núi, nhưng quan sát kỹ một chút là có thể phát giác trong đó đúng là có đại huyền cơ. Đầu tiên, toàn bộ điện truyền công không phải xây từ gạch, đá, đất, gỗ, mà sử dụng một loại kim loại đặc thù nào đó đúc thành chỉnh thể. Thứ hai, các nơi bên ngoài tường cùng mái hiên đều khắc các loại phù văn phức tạp. Do đó, nhìn tổng quát có thể thấy tòa đại điện này là nguyên khối, trọn vẹn và hoàn chỉnh. Trong lòng Hàn Lập suy đoán, sợ rằng bản thân cả tòa đại điện này là một kiện linh bảo uy năng mạnh mẽ, thậm chí cũng không loại trừ khả năng là một kiện hậu thiên tiên khí. Nếu thật sự như thế, thì xem ra là quá đủ rồi. Sau một lát ngắm nhìn, hắn thu liếm tâm tư, ngẩng đầu, rồi bước vào bên trong đại điện. Vào tới bên trong đại điện, đuôi lông mày Hàn Lập hơi chút nhíu lại. Bên trong đại điện này không lấy ánh sáng từ các vật chiếu sáng, nhưng thậm chí ánh sáng ở đây so với ngoài điện còn sáng hơn một chút. Hắn nhìn quanh đại điện một lượt, sau một lúc, liền phát hiện ngoại trừ mặt tường ở chỗ ngoài cửa điện, còn trên vách tường ba mặt còn lại được làm từ hàng trăm, hàng ngàn ô vuông kim loại. Trên mặt toàn bộ những ô vuông kim loại này đều chấp động linh quang, có từng đạo cấm chế độc lập nghiêm mật phong bế. Chỗ đối diện hắn là một người đàn ông trung niên, tóc hơi hoa dâm, đang ngồi ở bàn trà phía trước, tập trung tinh thần lật xem từng trang giấy ố vàng của một quyển sách cổ có bìa màu xanh lá, căn bản không có chú ý tới Hàn Lập. Hàn Lập đi ra phía trước, đang định mở miệng nói chuyện, khóe mắt liếc văn tự trên trang sách. Vậy mà tất cả đều là kim truyện văn, trong lúc nhất thời hắn dừng lại. Trang phục của ngươi, xem ra không phải là trưởng lão nội môn, cũng không phải đệ tử chân truyền. Tới nơi đây làm gì?" Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt nho nhã, ôn hòa và chính trực. Gã mở miệng hỏi Tại hạ lệ phi vũ, là trưởng lão nội môn mới nhập môn, vì vội vội vàng vàng tới đây, nên còn chưa kịp thay đổi trang phục. Hàn Lập vừa giải thích, vừa lấy lệnh bài trưởng lão đưa tới. Người đàn ông trung niên tiếp nhận lệnh bài, sau khi xem xét, cũng không vội đưa trả lại cho Hàn Lập, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, chắp tay nói với Hàn Lập. Không sao cả, không ít trưởng lão mới nhập môn đều như thế. Chuyện đầu tiên khi nhập môn họ làm chính là tới núi Ngự Long, nên cũng không có gì kỳ quái. Tại Hạ Phương Chuyên, là trưởng lão chấp sự điện truyền công này. Hàn Lập cũng lập tức đáp lễ lại, nét mặt không có biến hóa chút nào, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Tên trưởng lão phương chuyên trước mắt này rõ ràng chỉ là một tu sĩ đại thừa kỳ mà thôi, làm sao có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng lão điện truyền công trọng yếu như vậy? Đạo Hữu tới đây muốn đổi điển tịch công pháp gì? Không phải là tại hạ đã kích đạo hữu, xem tình huống đạo hữu mới nhập môn thì trên người sợ rằng cũng chỉ có 100 điểm công trạng nếu là đi vào các nội điển trên sườn núi còn có khả năng đổi lấy một bộ công pháp còn ở chỗ này khả năng là phương chuyên nhìn hàn lập nhẹ nhàng nhắc nhở đa tạ phương trưởng lão nhắc nhở lần này tại hạ tới chỉ là muốn tư vấn một chút cũng không dám hy vọng xa vời là có thể đổi được điển tịch thích hợp trong lòng hàn lập nghe vậy mới thu hồi tâm tư nói thì ra là thế không biết lệ trưởng lão muốn tư vấn về bộ công pháp nào phương chuyên gật đầu lại hỏi từ lúc trước khi vào cửa tại hạ đã từng nghe thấy bên trong trúc long đạo chúng ta có một bộ điển tịch dùng để tu luyện pháp tắc thời gian. Không biết cần bao nhiêu điểm công trạng để đổi được, Hàn Lập đi thẳng vào vấn đề hỏi. A à hát, đạo hữu nói là vô tướng chân luân kinh, thần sắc phương chuyên co lại, có chút kinh ngạc nói. Làm sao vậy, công pháp này có chỗ nào không ổn, chân mày Hàn Lập cao lại, chắc trước đây lệ trưởng lão chưa hiểu rõ về bộ vô tướng chân luân kinh này. Phương chuyên không trả lời, mà hỏi ngược lại, cái này, tại hạ không biết nhiều mong rằng phương trưởng lão giải thích nghi hoặc một chút hàn lập nói bởi vì công pháp này liên quan tới pháp tắc thời gian nên mới trở thành một trong tam đại công pháp chân phái của trúc long đạo nhưng từ khi xuất hiện thần bí ở trúc long đạo tới nay chưa bao giờ có người thực sự từ đó mà lĩnh ngộ ra pháp tắc thời gian hầu hết mọi người đều chỉ tu luyện ở tầng thứ nhất sau đó đành lựa chọn buông bỏ cải thu sang những công pháp khác phương chuyên giải thích thì ra là thế không biết vô tướng chân luân kinh này cần bao nhiêu điểm công trạng để trao đổi. Hàn lập gật đầu, nhìn như tùy ý hỏi, cho dù tỷ lệ tu luyện thành công hầu như là con số không, vậy mà lệ trưởng lão cũng muốn trao đổi. Phương chuyên có chút kỳ quái nói, tâm ý ta hướng tới đã lâu, thực sự không dứt bỏ được. Tóm lại phải thử một lần đã, nếu không được thì lúc đó tại hạ chuyển sang những công pháp khác cũng vẫn kịp. Hàn lập cười một cái, nói, Phương chuyên suy nghĩ một chút, tiếp tục nói nếu là như thế, tại hạ cũng sẽ không khuyên nhiều. Vô tướng chân luân kinh này tổng cộng chia làm 3 tầng, cho phép đệ tử Trúc Long đạo trao đổi tầng thứ nhất, chỉ cần 90 điểm công trạng là được. Chỉ cần 90 điểm công trạng, Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được mở miệng cắt lời phương chuyên. Không sai, tầng thứ nhất hoàn toàn chính xác chỉ cần 90 điểm. Bởi vì đặc tính của công pháp này nên trong tam đại công pháp chân phái thì có ít người chọn học nhất. Vì vậy, số điểm trao đổi so với hai đại công pháp trấn phái kia thì thấp hơn nhiều. Phương chuyên giải thích, các tầng sau thì sao? Hàn lập lập tức hỏi, để trao đổi tầng thứ hai, cần 9.000 điểm công trạng, hơn nữa chỉ có đệ tử chân truyền và trưởng lão nội môn mới có thể trao đổi. Còn như tầng thứ ba, cũng chỉ có phó đạo chủ mới có tư cách trao đổi, đồng thời cũng phải hao phí 900.000 điểm công trạng. Phương chuyên nói, tranh lệch nhau nhiều quá, Hàn lập không khỏi tặc lưỡi, đừng trách Phương mỗ không nhắc nhở các hạ, Tầng thứ nhất này sở dĩ không hạn chế đối tượng, kim ngạch trao đổi lại thấp như vậy là do tông môn cũng xuất phát từ tâm tư cân nhắc, muốn ngóng trông trong hàng đệ tử rộng lớn có thể có người thật sự tu luyện được pháp tắc thời gian hay không. Chỉ có là chưa bao giờ có ai thành công qua, thế cho nên công pháp này càng ngày càng ít người hỏi tới. Phương chuyên lắc đầu, còn nói thêm, đa tạ phương trưởng lão cho biết những thông tin này, ta muốn trao đổi tầng thứ nhất của công pháp vô tướng chân luân kinh này luôn. Hàn lập chắp tay nói, tốt, nếu lệ trưởng lão đã nghĩ kỹ, xin chờ chốc lát." Phương Chuyên gật đầu nói, sau khi thân hình vừa chuyển, đi tới ô vuông kim loại phía trước. Chương 191: Người hầu của Chân Tiên. Sau khi dừng lại, Phương Chuyên liền xoay cổ tay một cái. Lòng bàn tay của gã lóe lên kim quang, hiện ra một tấm thẻ tròn màu vàng kim, lớn bằng bàn tay. Trên thẻ tròn chằng chịt phù văn, nó cùng chất liệu với ô vuông kim loại. Theo miệng gã ngâm khẽ vài tiếng, tay kia bấm niệm pháp quyết tất cả linh văn trên thẻ tròn màu vàng kim chợt sáng lên. Từ đó bắn ra một vệt kim quang, bay tới một ô vuông kim loại trên vách tường phía sau. Cấm chế của ô vuông kia chấp động linh quang, tỏa ra hào quang như những cơn sóng. Tiếp đó, một chiếc hộp vuông kim loại lớn như hộp trang điểm phổ thông từ trên tường bay ra, rơi vào trong tay phương chuyên. Gã ấn tấm thẻ tròn kim loại lên trên hộp vuông, hộp vuông nhất thời sáng rực, lập tức hiện lên một quang cháo hình cầu, bao phủ nó vào bên trong. Ánh mắt hàn lập đảo qua, chỉ thấy trên quang cháo không ngừng xuất hiện phù văn màu vàng, giống như con rồng vàng bay lượn, vần quanh, từ đó truyền ra những luồng khí tức hết sức kỳ lạ. Nhưng chỉ sau một lát, quang cháo đột nhiên thu nhỏ, ánh sáng màu vàng cũng co lại. Chiếc hộp vuông lại chậm rãi bay vào ô vuông kim loại trên vách tường. Ô vuông kia lóe lên linh quang, một lần nữa đóng lại. Chỉ còn lại có tấm thẻ tròn kim loại trôi nổi ở giữa không trung. Trong toàn bộ quá trình, chiếc hộp vuông kia chưa hề mở nắp. Bởi vậy có thể thấy được gã này tuy là chấp sự một điện nhưng cũng không thể nào mở những chiếc hộp vuông có dấu bí điển ra được sợ rằng việc gã có thể làm chỉ là sao chép nội dung bí điển mà thôi phương chuyên cầm lệnh bài trưởng lão của hàn lập và tấm thẻ tròn kim loại hợp lại với nhau miệng khẽ niệm vài tiếng chú ngữ hai vật đồng thời lóe lên hào quang rồi lập tức lại tắt được rồi điểm công trạng bên trong lệnh bài đã khấu trừ bài thuật cũng đã lưu lại khí tức tinh huyết của đạo hữu nên sau này chỉ có một mình đạo hữu có thể kiểm tra công pháp ghi chép bên trong nhớ kỹ đừng nên cố gắng sao chép nội dung trong đó bằng không tự gánh lấy hậu quả phương chuyên đưa lệnh bài hai mặt tới nhắc nhở vậy thì đa tạ phương trưởng lão hàn lập tự tay nhận lấy gật đầu đúng lúc này từ ngoài điện lại có một người bước nhanh vào hướng về phía phương chuyên hô phương sư huynh a à, hóa ra là cố sư đệ lâu rồi không gặp ngươi hôm nay tới đây có việc gì hiển nhiên phương chuyên rất quen thuộc với đối phương đáp hàn lập thấy thế hơi ngẩn người ra một chút tình huống này nhìn như bình thường nhưng hắn thấy có chút không dễ lý giải nam tử họ cố rõ ràng là một gã tu sĩ chân tiên lại gọi phương chuyên tu sĩ đại thừa kỳ là sư huynh phương chuyên tựa như chú ý tới vẻ bất thường của hàn lập nét mặt trong lúc lơ đáng bỗng hiện lên một chút phiền muộn nếu phương trưởng lão có khách đến thăm tại hạ xin cáo từ lúc này hàn lập thấy vậy nói lời cáo từ tốt lệ trưởng lão đi thong thả nếu sau này còn cần thứ gì khác có thể trở lại đây bất cứ lúc nào. Phương Chuyên gật đầu, lại tựa như có thầm ý nói. Hàn Lập cảm thấy hơi khó hiểu, chỉ sờ cầm một cái, rồi hơi gật đầu chào hai người, xong xoay người rời đi. Ra khỏi điện truyền công, hắn vốn có dự định đi thẳng về động phủ ở núi Xích Hà, nhưng chợt nhớ ra việc gì đó, liền đi ngược lại về hướng phụ cận điện Lâm Truyền. Bồ Linh Cốc ở bên bờ một dải đất phía tây của dãy núi Trung Minh, là do hai nhánh bên dãy núi kéo dài về phía nam, kẹp nhau ở giữa, hình thành một cái hang núi khổng lồ hình cái loa. Bởi vì ở trong sơn cốc này có một loài cây cỏ bồ linh sinh trưởng có tác dụng hội tụ thiên địa linh khí, cho nên nó có tên là bồ linh cốc. Bởi vì đặc tính của loài cây cỏ bồ linh này mà chúng thường được dùng để chế thành bồ đoàn làm chỗ đả tỏa. Đối với tu sĩ cấp thấp, nếu có được một cái bồ đoàn dùng để tu luyện thì tốc độ tu luyện sẽ có thể tăng lên không ít. Đương nhiên tất cả cây bồ linh trong cốc này đều thuộc tông môn, nên tông môn đã ra sắc lệnh nghiêm cấm đệ tử hái ai vi phạm sẽ bị phạt nặng. Nói đi nói lại, cốc này đối với Trúc Long Đạo được coi như là một chỗ tương đối đặc thù. Mỗi 10 năm một lần thí luyện nội môn, thông thường cho đệ tử ngoại môn tham tuyển tập hợp ở chỗ này trước, sau đó trưởng lão chấp sự sẽ dẫn họ đến xâm lâm dung tuyết to lớn để tiến hành thí luyện. Nhưng mà qua mỗi lần thí luyện, chỉ có rất ít người may mắn vượt qua mà trở thành đệ tử nội môn được mọi người hâm mộ phần lớn còn lại không chết ở trong quá trình thí luyện tàn khốc, thì với vết thương chồng chất trở về sẽ chỉ có thể tiếp tục làm một gã đệ tử ngoại môn bình thường. Bởi vì mỗi một đệ tử ngoại môn cả đời cũng chỉ có một lần cơ hội tham dự thí luyện, vì vậy mà một khi thất bại thì có nghĩa là nếu không có cơ duyên đặc biệt, sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành đệ tử nội môn được. Kỳ thực, phần lớn những đệ tử ngoại môn này đến từ ngũ hồ tứ hải đại lục cổ vân. Tư chất họ cũng không kém, ở trong gia tộc thế lực của mình cũng đều được coi là nhân tài, bằng không căn bản cũng không có khả năng trúng tuyển ngay cả đệ tử ngoại môn của Trúc Long Đạo. Sau khi thất bại ở bên trong thí luyện, tất nhiên họ cũng không cam lòng cứ thế mà từ bỏ đại đạo tu tiên. Vì vậy, tuyệt đại đa số những người này đều lựa chọn ký khí ước ở trong điện Bồ Linh, đợi các chân tiên Trúc Long Đạo đến chọn, với mong muốn trở thành người hầu của họ. Dù sao trong mắt những người này, có thể trở thành người hầu của một chân tiên đắc đạo xem ra là một cơ duyên vô cùng to lớn, không cách nào diễn tả nhưng tất nhiên dẫn đến thân phận của họ cũng không giống nhau. Nếu như được chân tiên khen ngợi, ban thưởng sẽ có một ít cơ duyên tạo hóa, đặc biệt có thể được thu thẳng luôn làm đệ tử nội môn cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là tuyệt đại đa số chân tiên sớm đã có người hầu của mình, phần lớn chân tiên chọn lựa từ chỗ con em trong gia tộc của mình, nên số chân tiên tới bổ linh cốc chọn người hầu càng lúc càng ít. Đương nhiên nếu như là nữ tu có nhan sắc quyến rũ thì tỷ lệ được chân tiên chọn chúng lớn hơn mấy phần. Dù vậy, mỗi khi truyền đến tin tức có chân tiên đến, sẽ hấp dẫn rất nhiều đệ tử tranh nhau tới đây, tìm kiếm chút vận may. Thời khắc này bên trong bồ linh cốc người người nhốn nháo, thanh âm ẩm ý, tụ tập mấy nghìn người đông kìn kịt, nhưng dòng người vẫn không ngừng tiếp tục đi tới cửa cốc. Bởi vì trước đây không lâu, một trưởng lão chấp sự điện bồ linh phát ra tin tức, một ngày gần đây chắc chắn có chân tiên tới đây chọn người hầu. Vì vậy, không ít đệ tử ngoại môn nghe tin vội vàng tụ tập ở chỗ này. Ở hai bên sơn cốc, Từng mảng bụi cỏ do rễ cây Bồ Linh to lớn màu xanh biếc hình thành kiếm hợp với nhau thành trải rộng khắp nơi. Phần lớn chúng cách nhau trên trăm trượng, ở trên mỗi một bụi cỏ nhỏ có hơn 10 thậm chí trên trăm tu sĩ mặc trường bào màu xám đang đứng hoặc đang ngồi xếp bằng. Mỗi một bụi cỏ nhỏ đều như là từng cái vòng một, thoạt nhìn phân biệt rõ ràng với nhau. Tuyệt đại đa số những người này có tu vi từ trúc cơ kỳ tới kết đan kỳ, đương nhiên cũng có một ít đệ tử nguyên anh kỳ. Đám tu sĩ này dự định trong lúc chờ chân tiên đến thì tranh thủ khoanh chân thổ nạp ở chỗ này một chút, như vậy cũng không lãng phí thời gian tu luyện. Bên ngoài cửa cốc, một thanh niên thoạt nhìn chỉ chừng 20, mặc áo bảo xám cho, bên hông đeo ngọc bội hình trang lưỡi liềm, nhìn mặt rất thật thà, chất phác. Y đang cùng ba gã đồng bạn chạy ra, chen vào biển người minh mông. phân Quy, chúng ta đã tìm được một vị trí có khả năng được chọn chúng lớn hơn một chút rồi. Một gã mặt tròn mập mạp trong đám đồng bạn của Y ở một bên dòng người đứng ra mở đường, nói với chàng thanh niên chất phác. Những bụi cỏ lớn ở những vị trí tốt nhất nơi cửa cốc cơ bản đã bị đệ tử Nguyên Anh kỳ cầm đầu chiếm hết, nên chỉ có một vài bụi cỏ gần bên trong là còn có chỗ. Tốt, bên kia có còn không? Chàng thanh niên chất phác gật đầu, tự tay chỉ một bụi cỏ cách đó không xa, tầm hơn 10 trường. Kết quả y vừa bước lên trên bụi cỏ, liền cảm thấy đầu vai bị ai đó đập vào một phát rất mạnh, thân hình lảo đảo một cái. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên khôi ngô, vóc người tựa như tháp sắt. Đây không phải là mộng vân quy, mộng đại thiếu ra hay sao? Sao lại tới đây dành chỗ với chúng ta? Thanh niên tháp sắt châm chọc nói. Chàng thanh niên chất phát nghe vậy, liền dừng bước chân, hai bàn tay theo bản năng nắm chặt lại, xong rồi lại thả lỏng ra. Kẻ trước mắt này tên là Tôn Bất Chính, trên thực tế là đồng hương với y, đều đến từ một nước nhỏ bé xa xôi là nước Mạnh Trì. Mộng Vân Quy vốn là người mộng gia, một gia tộc tu tiên âm thầm trưởng quản nước Mạnh Trì, mà gia tộc Tôn Bất Chính cũng là hoàng thất nước này. Quan hệ hai người bọn họ khi còn nhỏ không tệ, xem nhau như là bản thân. Chỉ là sau này nước mạnh chỉ xảy ra náo động, hoàng tộc tôn thị bị lật đổ, mà mộng Gia lúc này cũng lọt vào tập kích của thế lực tu tiên bên ngoài khiến cho suy bại. Tôn bất chính vốn tên là tôn hạo, là thành viên hoàng thất, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh nước mất nhà tan, vẫn cho rằng nguyên nhân là do mộng Gia khoanh tay đứng nhìn, khiến cho từ trước đến nay luôn có khúc mắc sâu đậm với mộng Gia. Thế cho nên, sau này gặp lại nhau ở trong trúc long đạo, tên họ tôn kia cũng thường nhìn mộng vân quy với ánh mắt thù địch mộng vân quy ngay từ đầu đã muốn giải thích nhưng sau đó phát hiện căn bản là vô dụng nên đành kệ mỗi lần đối mặt với việc tôn bất chính khiêu khích y đều lựa chọn nhẫn nại không phát tiết ra nhưng thấy thái độ này của y tôn bất chính càng thêm căm tức chúng ta rời sang nơi khác mộng vân quy thấp giọng nói một câu với mấy người sau lưng định đi luôn tới một bụi cỏ khác cách đó không xa mộng vân quy tiểu tử ngươi có phải là đàn ông hay không mỗi lần đều ra vẻ đáng thương nhìn ngươi thôi cũng làm người ta nổi giận rồi tôn bất chính nhìn bóng lưng của y nhịn không được cả giận nói gã gầm lên giận dữ nói rất to khiến cho mọi người xung quanh vội vàng nhìn về phía này trong đó có một thanh niên khuôn mặt bình thường thân hình cao lớn bụi cỏ chỗ hắn đứng có diện tích không nhỏ bên trên túm năm tụm ba đệ tử ngoại môn ngồi xếp bằng duy chỉ có hắn là một mình một kiểu người này không phải là ai khác chính là hàn lập mới vừa từ điện truyền công đi tới hắn không có trực tiếp đi điện bồ linh gặp trưởng lão chấp sự để chọn người hầu qua danh sách mà đi thẳng vào trong cốc dự định tự mình tìm kiếm tuy chỉ là người hầu nhưng hắn cũng không muốn nghe theo tiến cử của người khác mà lại có một vài tên thám tử ở sát bên người hắn chỉ hiển lộ ra khí tức kết đan kỳ nên cũng không làm cho người khác chú ý mọi người chỉ coi hắn là một đệ tử ngoại môn đến đây thử vận khí mà thôi hắn nhìn về phía chàng thanh niên chất phác đang đi tới phía chỗ mình rồi thu hồi ánh mắt tất cả cút cho ta nơi này lão tử muốn, nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lẽo từ trước người hắn truyền đến. Lại là một tên lạ mặt dữ tợn, thoạt nhìn là một tên đàn ông trung niên tầm bốn mươi mấy tuổi, phía sau còn có hai tu sĩ, một nam một nữ. Tên này chỉ như là thiên lôi sai đâu đánh đó, tên này hiển nhiên là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, nên lại được coi là cao thủ trong rất nhiều tu sĩ kết đan kỳ ở xung quanh. Tất cả những tu sĩ cùng chỗ bụi cỏ với Hàn Lập chỉ là kết đan sơ kỳ, thấy tình hình này, tuy có người ra vẻ khó chịu nhưng sau khi nhìn một cái lại không nói một tiếng nào vội vàng rời khỏi bụi cỏ này không bao lâu nơi đây chỉ còn lại có một người đứng đó là hàn lập hắn đang cau mày nhìn mộng vân quy đang đi tới nơi đây tiểu tử này người rất lạ mặt mới tới hả tên đàn ông trung niên nhíu nhíu lông mày hai mắt nhìn chằm chằm vào hàn lập lạnh giọng nói là vừa mới tới chưa được bao lâu ta muốn trở thành người hầu chân tiên nên mới tới đây xem hàn lập thản nhiên nói ha ha, mau nhìn xem, một tên trẻ danh, lại không biết trời cao đất rộng. Nghĩ mình là thiếu niên thiên tài, kinh tài tuyệt diễm sao? Kết quả là sau khi lời hắn vừa thốt ra, nhất thời dẫn đến xung quanh vang lên một trận cười lớn. mươi 192, chọn người hầu, nếu ngươi mới tới, vậy cũng nên hiểu chút quy củ. Vừa rồi thẩm sư huynh kêu ngươi cút, ngươi là tai điếc hay là giả bộ không nghe thấy. Tên đàn ông trung niên không nói gì nhưng tên nam tử gầy gò xấu xí bên cạnh thức giận quát, chỉ là kết đan sơ kỳ cũng dám ở đây kiêu ngạo thật sự là chán sống nam tử đứng bên cạnh một nữ tu xinh đẹp diễm lệ khịt mũi nói hàn lập lại như không nghe thấy vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ không hề nhúc nhích vị đạo hữu này hảo hán không nên để ý thiệt thòi trước mắt không cần hơn thua cùng những người này loại người có tính nét này thì tất nhiên chân tiên sẽ không chọn lúc này chàng thanh niên chất phác là mộng vân quy đi đến bên cạnh hàn lập mở miệng nói không biết vô tình hay hữu ý y đứng vào giữa ngăn cách hàn lập cùng tên đàn ông trung niên kia thanh niên mặt tròn mập mạp cùng hai người khác cũng đi theo bên cạnh y mộng vân quy nếu ta là ngươi tuyệt đối sẽ không vì một người xa lạ mà nhiệt tình can thiệp vào đâu đừng tưởng ngươi may mắn đột phá kết đan hậu kỳ ta sẽ không dám làm gì ngươi tên đàn ông trung niên thấy thế ngữ khí bất thiện nói thẩm tiêu thường ngày ngươi cùng lộ hằng khi dễ đệ tử mộng ra ta đã sớm muốn cùng ngươi tính sổ hôm nay có thể xem như là một cơ hội tốt Mộng Vân Quy không nhượng bộ chút nào nói: "Chậc chật, uy phong thật lớn, đây không phải Mộng đại công tử chứ? Như thế nào, dám chõ mõm vào việc của Lộ Mỗ sao?" Lúc này lại có một tiếng nói vang lên, mọi người xung quanh nghe thấy liền quay lại, chỉ thấy một thanh niên tướng mạo anh tuấn, đang ôm eo một nữ tu mảnh khảnh, cùng hơn 10 người đang túm tụm đi tới, lộ ra khí thức kết đan hậu kỳ đỉnh phong. "Lộ sư huynh, người đã đến." Tên đàn ông trung niên thấy thế, lập tức lộ vẻ vui mừng bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng các đệ tử không muốn liên lụy đều vội vàng lùi về phía sau để lại mảnh đất trống cho các đương sự bộ dạng đứng ngoài xem náo nhiệt hàn lập gặp tình cảnh này đưa tay sờ sờ mũi dáng vẻ bất đắc dĩ chính mình chẳng qua là tùy ý tìm một nơi ngồi không nghĩ tới lại đưa đến một hồi tranh đấu đám nam tử đi theo bên cạnh tên thanh niên họ lộ khí tức đều từ kết đan kỳ trở lên cộng thêm ba người thẩm tiêu nghiễm nhiên trở thành một thế lực không nhỏ mà bên Hàn Lập cũng chỉ có Mộng Vân Quy cùng ba gã đồng bạn của y. Trên mặt gã mặt tròn mập mạp cùng hai gã đồng bạn có phần sợ hãi, nhưng thấy Mộng Vân Quy không có ý nhượng bộ, nên vẫn đứng im không lùi bước. Căng thẳng giữa hai thế lực không cân bằng đang diễn ra thì có một thanh âm vang lên, như thế nào, lấy nhiều đánh ít à. Lộ sư huynh cũng nên tính thêm ta vào đấy, người nói chuyện không phải ai khác, chính là gã vừa rồi còn khiêu khích Mộng Vân Quy, là tôn bất chính. Thân hình gã nhóm một cái liền đi tới bên cạnh Hàn Lập, trên người cũng tản mát ra khí tức kết đan hậu kỳ tôn bất chính người cùng mộng vân quy không phải là kẻ thù một mất một còn sao như thế nào giờ cũng muốn xen vào việc của người khác nam tử họ lộ lạnh nhạt nói cũng coi như lo chuyện bao đồng bi ta cùng mộng vân quy đúng là có chuyện cần phải giải quyết nhưng ngươi công nhiên khi dễ người nước mạnh trì sao ta có thể mặc kệ được tôn bất chính thản nhiên không sợ vừa cười vừa nói nhìn cảnh này nội tâm hàn lập hơi động cảm giác có chút hy tứ nhưng tiếp theo, bên tai hắn lại có tiếng truyền âm của Mộng Vân Quy, vị đạo hữu này, việc này để mình chúng ta gánh chịu. Lát nữa người đừng ra tay, tránh bị thương, muốn động thủ thì động thủ luôn đi, nhanh lên đánh, hặc hặc, bắt đầu cá cược đi, ta chọn phe lộ hàng thắng. Những người vây xem xung quanh có không ít kẻ mừng rỡ xem náo nhiệt, nhao nhao ồn ào. Lên, lộ hàng đầy nữ tử xinh đẹp bên cạnh ra, vừa nhấc một tay lên, vừa quát lớn. Đám người thầm tiêu sau khi nghe lệnh vội vàng tế ra pháp bảo binh khí của mình, định công kích về phía đám người Mộng Vân Quy. Mộng Vân Quy cùng đám người tôn bất chính cũng vội vàng tế ra pháp bảo và vòng bảo hộ, chuẩn bị nghênh chiến. Đúng vào lúc này, Hàn Lập vốn một mực khoanh chân bất động, đột nhiên thân hình lóe lên, thoáng cái như thuấn di liền đi tới giữa song phương giống, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt đám người Mộng Vân Quy kinh ngạc, hắn chỉ phất nhẹ ống tay áo như nước chảy mây trôi, Thế mà cả bọn hơn 10 người gồm cả thẩm tiêu tựa như đâm vào một tòa núi vô hình to lớn, bắn ngược về phía sau, va và vào vách núi dựng đứng phía xa mà ngất đi. Vừa rồi mọi người còn đang kêu la ồn ào, lập tức như bị một cái chùy đập vào đầu, trợn mắt há hốc mồm sững sờ. Xung quanh thoáng cái trở nên lặng ngắt như tờ, mà Lộ Hằng vẫn còn đang giơ tay, nhìn về phía Hàn Lập, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Gã giờ phút này không cách nào cảm nhận được khí thức trên thân Hàn Lập, dường như người đứng trước mặt chỉ là một người phàm tục bình thường thậm chí ngay cả những đệ tử Nguyên Anh kỳ ngồi xếp bằng ở cửa cốc cũng lộ vẻ mặt khiếp sợ. Sau một thời gian ngắn ngủ yên lặng, Mộng Vân Quy dường như nghĩ tới điều gì, phản ứng đầu tiên là vội vàng khom người hạ bái. Đệ tử Mộng Vân Quy, bái kiến trưởng lão, ngay sau đó, rầm rầm ào ào, tất cả mấy ngàn người xung quanh đều quỳ lại. Lộ hàng dí sát đầu xuống mặt đất, căn bản không dám nâng lên nửa phần, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hàn lập không để ý đến tên đó, tay áo dơ lên, một cơn gió nhẹ thổi tới làm cho Mộng Vân Quy vô thức đứng dậy, miệng chậm rãi nói ta họ lệ, về sau ngươi theo bên cạnh ta, làm người hầu của ta. Mộng Vân Quy nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh lại hiện lên một chút do so dự. Ngươi còn băn khoăn điều gì, cứ nói thẳng ra. Hàn Lập thấy vậy nói, bẩm báo lệ trưởng lão, đệ tử còn có một ấu muội vừa tròn 18 tuổi, vừa mới trúc cơ. Xin trưởng lão có thể cùng thu làm tôi tớ, mộng vân quy có chút thẹn đỏ mặt nói đại đạo vô tình vốn là độc hành nếu không cắt đứt được vướng bận thế tục sẽ không cách nào truy cầu vô thượng đại đạo ngươi hiểu rõ chứ sắc mặt hàn lập chuyển sang lạnh lẽo chậm rãi nói điều này vãn bối hiểu chẳng qua xá muội còn nhỏ tuổi chỉ có một mình ở đây sợ rằng vãn bối biết đã thỉnh cầu quá mức vãn bối phúc duyên không đủ không thể hầu hạ trưởng lão mộng vân quy tự biết có chút lỡ lời vội vàng chắp tay nói với hàn lập mọi người xung quanh nghe lời ấy cảm thấy không tin vào tay mình lại có người bỏ qua cơ hội trở thành người hầu của chân tiên phải biết rằng một khi trở thành người hầu của chân tiên dù tiên nhân tiện tay ban ân xuống một ít vụn vặt cũng đủ làm cho bọn họ thu hoạch vô cùng lớn rồi còn chưa nói là có cơ hội được tiên nhân chỉ điểm con đường tu hành so với người khác càng thêm trôi chảy gấp trăm lần tên này nếu không phải là điên thì chính là quá ngu ngốc nhưng hàn lập nghe vậy thân xác dừng lại một chút rồi nói ra một câu khiến cho mọi người xung quanh đều chấn kinh Đại đạo mặc dù vô tình, nhưng đời tu sĩ cũng không phải là cỏ cây, mấy ai có thể làm được thái thượng vong tình. Người cùng muội muội của ngươi, ta đều nhận. Mặt khác, người hãy giúp ta tuyển chọn thêm 8 người từ những người này. Mộng Vân Quy nghe lời ấy, lập tức toàn thân chấn động như bị sét đánh, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập tràn đầy vẻ khó tin. Mọi người xung quanh càng như chảo dầu đang sôi, rồi nổ tung, xì xào bàn tán dâm ran. Hầu như ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộng Vân Quy, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu, dường như y thoáng cái đã thành một vị thần khống chế sinh tử chúng sinh hàn lập nói xong liền khoanh chân ngồi yên một chỗ nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ thật sự thờ ơ đối với việc lựa chọn của mộng vân quy mộng hùng mộng vân quy suy nghĩ một chút đi lên giơ ngón tay chỉ vào một người nói tên mặt mập mạp luôn ở bên cạnh y mặt đỏ bừng kích động nói không ra lời hốc mắt ửng hồng bên trong có ngân ngấn nước mộng hùng người thay ta đem thiển thiển đến đây mộng vũ mộng quang phương ngọc y phân phó gã mặt tròn béo một tiếng lại một hơi đọc ra sáu cái tên trừ hai đệ tử mộng ra khác còn mấy người kia dường như là người giao hảo bình thường những người được gọi tên đều không nhịn được vui đến phát khóc đi tới sau lưng mộng vân quy lúc này hàn lập mới mở to mắt ánh mắt thoáng nhìn lướt qua ngoại trừ muội muội của mộng vân quy không có ở đây những người còn lại kể cả mộng vân quy thì có tất thảy bốn nam bốn nữ tất cả đều là tu sĩ kết đan kỳ ngay sau đó mộng vân quy lại đi đến trước một người đọc ra cái tên cuối cùng. Tôn bất chính, thanh niên như cột sắt kia nghe Mộng Vân Quy kêu tên của mình, hầu như không thể tin được, ngẩng đầu nhìn về phía người đã từng là bạn thân, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Tôn Hạo, sự tình quốc gia không phải ta có thể chi phối được, trong đó cũng có không ít ẩn tình. Nhưng chuyện ta coi ngươi là bằng hiếu, thì ta chưa bao giờ thay đổi. Mộng Vân Quy chắp tay về phía đối phương, nói, Tôn bất chính nghe vậy, lập tức hốc mắt ửng hồng, cười mắng, lão tử sớm đổi tên rồi, Gọi ta là tôn bất chính Sau khi chọn lựa xong Hàn Lập cũng không nói thêm gì Mang đám người mộng vân quy thắng tiến tới Điện Bồ Linh đăng ký Phía sau bọn họ Mấy ngàn người vẫn bám theo Không ngừng hy vọng Trên thực tế dựa theo thân phận cùng tu vi của mình Hàn Lập có thể tuyển hơn 10 người Thậm chí hơn trăm người làm người hầu cũng được Chẳng qua là hắn không có ý định như vậy Kết quả bọn hắn mới từ Điện Bồ Linh đi ra Thì trong đám người vang lên Một tiếng kêu thanh thúy ca ca Một thiếu nữ dung mạo xinh xắn vẫn còn vẻ ngây thơ, thân hình nhanh chóng chạy qua đám người, giống như con chim sẻ non màu đỏ bay đến bên cạnh Mộng Vân Quy, ôm lấy cánh tay của hắn. Phía sau lưng, tên mặt mập mạp cũng vội vàng đi tới. Lệ trưởng lão, đây là muội muội của vãn bối. Mộng thiền thiền, thiền thiền, nhanh bái kiến lệ trưởng lão. Mộng Vân Quy có chút xin lỗi, giới thiệu, thiền thiền tham kiến lệ trưởng lão. Thiếu nữ thấy thế, vội vàng buông tay y ra, chỉnh đốn trang phục hướng hàn lập thi lễ đôi mắt to trong veo hiện lên vài phần hiếu kỳ. Hàn lập thấy bên hông nàng cũng đeo một cái ngọc bội hình trang lưỡi liềm, giống của mộng vân quy như đúc, gật đầu cười. Nhìn thiếu nữ trước mắt, trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới tiểu muội của mình, sâu trong đáy mắt hiện lên tia cảm giác dịu hiền, không dễ phát hiện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn đồng ý nhận huynh muội này. Miếng ngọc hỏa linh này cũng không tính là bảo vật tiên gia, nhưng mang trên thân thể thì đối với người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính sẽ có nhiều ích lợi, ta tặng cho ngươi. Hàn Lập lật tay lấy ra một miếng ngọc đỏ rực hình bán nguyệt đưa cho Mộng Thiền Thiền. Thiếu nữ có chút sững sờ, sau đó nhận lấy, miệng không ngừng cảm ơn dối rít. Nàng liền đeo miếng ngọc này song song cùng ngọc bội hình trang lưỡi liềm ban đầu, đi trên đường chúng va vào nhau tạo ra từng tiếng âm thanh leng keng dễ nghe. Nhìn cảnh này khiến mọi người ung um quanh không khỏi nuốt nước miếng, trong nội tâm cực kỳ hâm mộ. chương 193, Linh Thú Thủ Sơn Sau khi đăng ký với trưởng lão chấp sự ở Điện Bồ Linh, Hàn Lập liền mang 10 người Mộng Vân Quy đi tới Điện Lâm truyền gần đó, rồi đi về động phủ của mình ở đỉnh núi Xích Hà. Ngọn núi Xích Hà là một ngọn núi độc lập cao hơn mấy ngàn trượng, vị trí lại hẻo lánh, Điện Lâm truyền gần nhất cũng cách đó khá xa. Lúc mọi người chưa bay thấp xuống gần đỉnh núi, thì trông xa xa là một dạng mây đỏ trải rộng trên đó. Cả ngọn núi không có một chút tuyết động nào, xung quanh đều là cánh rừng xanh ngắt, tràn đầy sức sống. Hàn Lập cũng là lần đầu tới nơi này, thấy tình hình này cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này, hắn thả thần thức, tràn qua cả ngọn núi một lượt, sau đó nói với đám người mộng vân quy. Ngọn núi xích hà bỏ trống quá lâu, trận pháp cấm chế ban đầu đã không có người khống chế, giữ gìn nên tất cả đều đã mất hiệu lực. Tuy nhiên, trên núi này bốc lên khí độc xích hà hỏa trướng, pháp thể các ngươi chưa thành, vẫn sẽ có chút ảnh hưởng. Đây là thanh lâm đan, các ngươi mỗi người dùng một viên trước. Dứt lời, hắn xoay cổ tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình bạch ngọc, đưa cho mộng vân quy mộng vân quy trân trọng nhận lấy rồi phân phát cho mọi người bọn họ từng người cầm trong tay hai mặt nhìn nhau đều hiện lên vẻ ăn thì tiếc đối với hàn lập thanh lâm đan không coi vào đâu nhưng đối với bọn họ mà nói là đan dược rất có ích lợi đối với việc kết đan trùng kích nguyên anh kỳ bây giờ đan này lại bị hàn lập cho rằng để tránh trướng khí mà ban thưởng khiến cho trong lòng bọn họ thực sự cảm thấy đúng là phung phí của trời sao thế lời nói của ta các ngươi nghe không hiểu sao Hàn lập thấy thế, thản nhiên nói, tiền bối tha tội, mộng vân quy nghe vậy, là người đầu tiên nuốt đan dược vào. Những người khác lập tức không dám trần chờ, đều dối giết ngửa cổ lên nuốt vào. Người chỉ là trúc cơ kỳ, cũng không cần dùng, miếng ngọc hỏa linh kia vốn có tác dụng bài trừ trướng khí, tự nhiên không sợ trướng khí của lửa này. Hàn lập thấy mộng thiền thiền cũng định dùng đan dược, liền tự tay ngăn lại, nói. Thiếu nữ nghe vậy, gật đầu, thu lại đan dược. Nhớ kỹ về sau chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi về trước quét sạch động phủ đi, tất cả nghe Mộng Vân Quy an bài, ta còn có chút chuyện phải xử lý. Hàn Lập thấy vậy, phân phó, tuân lệnh, mọi người cùng đồng thanh hô, rồi cùng nhau hạ xuống đỉnh núi Xích Hà. Hàn Lập thấy vậy, thân một mình, một lần nữa bay đi điện lâm truyền. Hoạn thú viên là nơi trúc lòng đạo chuyên dùng để nuôi dưỡng, thuần phục yêu thú, đất đai cực kỳ rộng lớn. Điện hoạn thú ở trung tâm Sơn Cốc được dùng làm nơi tiếp đón, phương viên mấy trăm ngàn dặm bên ngoài đều thuộc khu vực quản lý. Những khu vực ở đây có đặc điểm địa hình khác nhau, có núi non trùng điệp, có đầm lớn trong rừng rậm, có khu vực đất ẩm, khu đầm lầy. Những địa hình đặc thù này tất nhiên không phải được hình thành từ tự nhiên. Đại đa số là do Trúc Long Đạo cải tạo đặc biệt mà thành, lấy trận pháp cấm chế nghiêm mật bao trùm, cách ly thành từng khu vực lớn nhỏ không đều, mặc dù là ban ngày cũng có thể thấy rõ quang mang của cấm chế lóng lánh các màu mỗi một khu vực đều nuôi dưỡng số lượng linh thú không đồng nhất tu sĩ bên trong tông biết cách điều khiển thuần phục linh thú được giao quản lý hoạn thú viên những con linh thú được tông môn nuôi dưỡng cơ bản đều có một vài năng lực kỳ dị có thể dùng thay đi bộ trông nhà một vài con linh thú còn có thần thông đặc thù có thể dùng để truy tung địch nhân thăm dò hiểm địa thậm chí tương trợ ngăn địch chính là nguyên do đó thế nên không ít đệ tử bên trong tông lúc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ tới đây thuê tạm thời một con thú còn muốn giữ chúng lâu dài thì chỉ có một vài trưởng lão nội môn và đệ tử chân truyền mới có tư cách. Ở Sơn Cốc Lân cận điện hoạn thú, có một tòa lâm truyền các, lúc này có không ít người ra ra vào vào, khiến chỗ này có chút náo nhiệt. Sau khi Hàn Lập từ lâm truyền các đi ra, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi cất bước vào trong cốc. Nằm ở trong cốc chính là một mảnh sân rộng trống trải, có vài tòa kiến trúc cao lớn tọa lạc ở một bên sân. Ở một chỗ chính giữa trên đại điện treo một tấm bảng, đề ba chữ to hoạn thú viên vị sư huynh này, tới đây thuê linh thú phải không? Hàn Lập vừa mới bước vào sơn cốc, một chàng thanh niên mặc trường bào màu xám lập tức tiến lên đón tiếp. Người này mặt tròn, tai to, hai mắt tinh danh, dáng vẻ thông minh lanh lợi. Hàn Lập nghe vậy, lật tay lấy ra lệnh bài trưởng lão. Hóa ra là trưởng lão đại nhân, đệ tử thất lễ. Thanh niên mặt tròn hoảng sợ, vội vàng xin lỗi. Ta đang muốn mở động phủ, qua đây lựa chọn một linh thú thủ sơn để sử dụng. Hàn Lập khoát tay áo, Nói như thế, căn cứ quy củ trong môn, trưởng lão nội môn lần đầu lĩnh linh thú có thể miễn điểm công trạng. Nhưng mong trưởng lão đại nhân thứ lỗi, cho đệ tử xem qua một chút thân phận đại nhân. Thanh niên mặt tròn lộ ra vẻ khổ sở, không người nói. Hàn lập cũng không nói nhiều, đưa lệnh bài thân phận ra. Thanh niên mặt tròn cáo lỗi một tiếng, lật tay lấy ra một ngọc khuê màu xanh, tụng niệm cực nhanh vài tiếng chú ngữ, rồi điểm vào lệnh bài. Một mảnh thanh quang từ trên ngọc khuê tỏa ra, Ngưng tụ thành một màn ánh sáng nhỏ, to bằng cái chậu rửa mặt. Hóa ra là Lệ trưởng lão, ngài có thể chọn một con linh thú ở Hoạn thú viên. Xin mời đi theo đệ tử." Thanh niên mặt tròn cung kính đưa lệnh bài trả lại cho Hàn Lập, đi lên phía trước dẫn đường. Hoạn thú viên này to lớn như thế, nếu như xem toàn bộ một lần không biết tốn thời gian bao lâu. Có phương thức tra cứu nào khác không? Hàn Lập nhìn thoáng qua khu vực bên trong, nói: "Có, Lệ trưởng lão xin mời đi theo đệ tử." thanh niên mặt tròn lập tức nói, đi phía trước dẫn đường, đưa Hàn Lập tới một chỗ đại điện. Trong điện lúc này có không ít người thuê linh thú, có vẻ hơi huyên náo. Thanh niên mặt tròn dẫn hắn đi tới một gian phòng yên tĩnh, lấy ra hai quyển sách ngọc. Hoạn thú viên nơi đây chia làm hai bộ phận, bên ngoài và bên trong. Ngoại viên nuôi dưỡng hơn 16.300 chủng loại linh thú, còn nội viên là 1.800 chủng loại, đều ghi ở trên hai quyển sách ngọc này. Thanh niên mặt tròn giải thích, thân sắc hàn lập không đổi, tiếp nhận sách ngọc, thần thức phủ vào trong đó. Những linh thú này có rất nhiều giống loài từ phi cầm, tẩu thú, quái ngư, trùng. Từng con đều có hình dáng vô cùng quái lạ, thể hiện hết khả năng tạo vật thần kỳ của thiên địa. Hắn vội định nhanh chóng chọn một con linh thú rồi đi, thế nhưng vừa nhìn xuống phía dưới, thì càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn cứ như vậy lật xem hơn nửa ngày, hầu như đã xem chọn linh thú bên trong hoạn thú viên qua một lần, lúc đó mới thỏa mãn thu hồi thần thức. Thanh niên mặt tròn lúc này vẫn đứng hầu ở bên cạnh, không có chút sốt ruột nào, thấy Hàn lập lật xem xong, mới mở miệng hỏi. Tiền bối thấy con nào vừa mắt chưa? Có mấy con yêu thú trong đó, lệ mỗ có chút hứng thú. Đi vào nội viên xem trực tiếp một chút đi, Hàn lập gật một cái, giao hai quyển sách ngọc trả lại cho thanh niên mặt tròn. Căn cứ vào ghi chép trong sách ngọc, linh thú hợp thể kỳ tổng cộng cũng chỉ có 40, 50 chủng loại. Điều này cũng khó trách, yêu thú thực lực càng cao cường, tự nhiên khả năng bị thuần phục càng thấp. Kỳ thực đối với hắn mà nói, dù là yêu thú hợp thể kỳ cũng chưa chắc có thể được hắn phái đi làm việc quan trọng. Nhưng hắn tới đây vốn chỉ muốn có thêm kiến thức, với tâm lý đi xem cho đỡ uổng phí mà thôi. Bên trong hoạn thú viên này sợ rằng còn có một vài khu vực mà với thân phận trước mắt, hắn không cách nào đặt chân vào được. Trong đó, có thể có một vài con linh thú đại thừa kỳ, thậm chí có thể có cả tiên thú cấp chân tiên cũng chưa biết chừng. Không bao lâu, hai người hàn lập cùng thanh niên mặt tròn xuất hiện ở vùng sa mạc gần nhìn dặm có ánh vàng rực rỡ. Cả vùng sa mạc đều bị một tầng màn sáng màu xanh vô cùng to lớn bao phủ. Thanh niên mặt tròn lấy ra một ngọc bài màu xanh, lắc một cái, từ đó phóng ra một tia thanh quang. Không bao lâu, một tiếng hót trong vắt lảnh lót vang lên, tiếp đó xuất hiện một vòi rồng cao mấy trăm trượng mút trời, từ xa rồi di chuyển đến gần. Sau đó, cát vàng bay mù mịt, tứ tán khắp nơi, từ đó thoát ra bảy tám con chim lớn cánh vàng, to khoảng 10 trượng ở giữa không trung, xoay tròn muốn lượn. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, vòi rồng nổi lên bốn phía. Lệ trưởng lão, loài kim sĩ thanh quang điêu này có thực lực hợp thể trung kỳ, sở hữu một tia huyết mạch của chân linh của kim sĩ đại bằng điêu, có tốc độ cực nhanh, là một loại linh thú thủ sơn tốt. Thanh niên mặt tròn giới thiệu, hàn lập gật đầu, không nói gì, nhìn một hồi liền rời bước, đi tới một chỗ khác gần đó có hình tròn ở trong sơn cốc. Linh thú nuôi dưỡng trong chỗ này là một con tê nhưu to lớn, toàn thân trắng muốt như ngọc. Nó từng bước một chậm rãi đi lại, mỗi một bước đạp lên mặt đất, đều vang lên tiếng thùng thùng vô cùng nặng nề, âm vang quanh quẩn trong sơn cốc. Đây là con thú vọng nguyệt ngọc tê, hợp thể trung kỳ, am hiểu thần thông thổ thuộc tính. Thanh niên mặt tròn nói, hàn lập nhìn con tê giác lớn một hồi, rồi lại đi tiếp vào trong thung lũng, nơi đây cũng có dị thú sinh sống. Con thú này dài chừng 20, 30 trường, cao 7, 8 trường, hình thể giống con sư tử đực, lông bờm dài mượt, dày đặc, bốn cái chân lại giống như móng vuốt chim ưng, như những lưỡi dao sắc bén. Kỳ lạ nhất là con thú dài này có hai cái đầu, một cái màu tím, một cái màu đỏ đậm, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Đây là con thú song thủ sư ưng, mặc dù chỉ có tu vi hợp thể, nhưng lại có hai thuộc tính lôi hỏa. Thanh niên mặt tròn giải thích, ta chọn con song thủ sư ưng này. Hàn lập nghe vậy, như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái nói, rồi nói. Lệ trưởng lão thực sự là có con mắt tinh tường con thú song thủ sư ưng này tuy hiện tại thực lực vẫn không tính là mạnh nhưng luận về tiềm lực thì lại cao nhất trong tất cả linh thú hợp thể kỳ thanh niên mặt tròn cười hì hì nói hàn lập cười cười không nói gì đây là bản mệnh bài của con song thủ sư ưng ngài có thể điều khiển con thú tự nhiên không có vấn đề gì tuy nhiên nếu như giao cho người hầu thì tuy rằng nó đã được thuần phục nhưng cũng không nên chủ quan thanh niên mặt tròn lật tay lấy ra một ngọc bài màu tím đen giao cho hàn lập mặt ngoài bài này bao phủ một tầng bao phủ một tầng tinh quang màu đỏ mặt trên hiện ra một phiên bản đồ án thu nhỏ của con thú song thủ sư ưng thỉnh thoảng nhúc nhích vài cái như là vật sống vậy gờ rào bốn con mắt song thủ sư ưng gắt gao nhìn thẳng ngọc bài tím đen miệng phát ra tiếng gầm nhẹ ô diệp sư huynh con sư ưng này thoạt nhìn không tệ đúng vào lúc này một thanh âm từ khe thung lũng chuyển đến ngay sau đó một nhóm gồm bảy tám người hạ xuống trước mặt Ngoại trừ một gã mày kiếm là đệ tử ngoại môn bên ngoài hoạn thú viên, những người còn lại đều có vẻ là đệ tử nội môn. Người cầm đầu là một thanh niên rất cao, da đen, nhìn như gầy yếu nhưng hai tròng mắt bắn ra tinh quang bốn phía, thoạt nhìn sáng quắc, có cảm giác bức người. Gã là tu sĩ đại thừa kỳ duy nhất trong mấy người. Người nói chuyện là một tên đại hán tóc tím bên cạnh thanh niên da đen, trên mặt mang vẻ muốn lấy lòng. Thanh niên da đen ngắm nhìn con thú song thủ sư ưng, mắt sáng rực lên, gật đầu nói, không tệ, con thú này mang trên người huyết mạch lôi điện không kém, rất thích hợp với ta. Rất tốt, chính là nó. mươi 194, khí tức lại hiện. Bên ngoài hoạn thú viên, nam tử mày kiếm nghe thanh niên da đen nói lời ấy, đang muốn mở miệng nói, đột nhiên nhìn thấy ngọc bài trong tay hàn lập, dáng tươi cười liền cứng đờ. Diệp sư huynh, con song thủ sư ưng này đã được vị sư huynh này thuê rồi. Hay là, người hãy chọn một con linh thú khác, nam tử mày kiếm nhìn hàn lập, hơi trần trừ, rồi gượng nói thanh niên da đen nhíu mày nhìn hàn lập trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc người trước mắt này mặc y phục bình thường khí tức trên người như có như không dùng thần thức của gã vậy mà cũng không nhìn ra nông sâu ánh mắt thanh niên quét qua ngọc bài trong tay hàn lập sau đó liếc qua đại hán tóc tím bên cạnh đại hán tóc tím hiểu ý tiến lên một bước chắp tay nói các hạ nhìn vô cùng lạ mặt không biết là đệ tử của vị trưởng lão nào ta là ai các hạ không cần quan tâm điều này gọi là thứ tự trước sau con song thủ sư ưng là ta nhìn chúng trước, mấy vị hay là đi chọn một con linh thú khác đi. Hàn lập lạnh nhạt nói, hắn liền xoay người đi, không hề để ý tới đám người đại hán tóc tím, nói với thanh niên mặt tròn, ta còn có chuyện phải làm, người hãy mở cấm chế giao con thú này ra đi. Thanh niên mặt tròn liếc nhìn đám người thanh niên da đen, thần sắc có chút trần chờ nhưng vẫn đáp ứng, lật tay lấy ra ngọc khuê màu xanh kia. Thanh niên da đen thấy tình cảnh này, sắc mặt liền trầm xuống đại hán tóc tím nổi giận lạnh lùng nói khẩu khí các hạ thật lớn Người đã biết thân phận diệp phong sư huynh dám dùng khẩu khí này nói chuyện ư thức thời thì hãy lập tức giao lại con song thủ sư ưng này chúng ta sẽ cho ngươi hai phần tiền thuê coi như đền bù tổn thất bằng không thì a à, bằng không thì thế nào hàn lập thần sắc không đổi hai mắt lóe sáng một cỗ khí thế không nói nên lời từ trên người phát tán ra khiến cho đại hán tóc tím lời chưa kịp nói ra liền nuốt vào hắn vì không muốn người khác chú ý nên mới thu liếm khí thức dù sao một gã chân tiên mới xuất hiện sẽ dễ làm cho người ta chú ý nhưng xem ra việc che giấu chưa hẳn là chuyện tốt ngược lại còn rước lấy một ít phiền toái không cần thiết nội tâm hàn lập khẽ chuyển một bước tiến lên ầm ầm một cỗ linh áp đáng sợ từ trên người hắn lan ra không khí ông ông điên cuồng rung động hiện ra gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được chùm đến đám người diệp phong những tu sĩ hợp thể kỳ kia đang cười nhạo lập tức biến thành sợ hãi bị cỗ linh áp này tràn tới khiến bọn chúng dù không ngừng thối lui ra sau vài chục trượng nhưng vẫn đứng không vững. Đại hán tóc tím lóe lên hoàng mang, tế ra một pháp bảo ngọc như ý màu vàng, huyễn hóa ra một khe hở màu vàng bảo vệ toàn thân, nhưng cũng phải lùi lại bảy tám trượng mới miễn cưỡng đứng vững. Khe hở màu vàng kịch liệt chấn động, chỉ có thanh niên da đen kia nổ đùng một tiếng, từng đạo điện hồ ngân sắc hiện ra quấn chặt lấy toàn thân khiến gã giống như một vị thần sấm, kháng cự lại linh áp khổng lồ của Hàn Lập, dù không bị đẩy lùi nhưng sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Dưới sự khống chế của Hàn Lập, cỗ linh áp này chỉ tác động đến đám thanh niên da đen, chứ không ảnh hưởng đến những nơi khác. Song thủ sư ưng là yêu thú, đối với khí thức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Nên khi cảm ứng được khí thức đáng sợ tỏa ra từ trên người Hàn Lập, ánh mắt nó lộ vẻ kính sợ, thân hình khổng lồ từ trên trời bay xuống nằm dạp trên mặt đất run rẩy. Vào thời khắc này, nội tâm Hàn Lập bóng khẽ giật mình, nhìn về phía thanh niên da đen, trong ánh mắt lại hiện lên một chút vui mừng. Khí thức trên người kẻ này lại mang theo một tia khí thức của giải đạo nhân, dù rằng rất yếu ớt. Hàn lập hít sâu một hơi, thần sắc lập tức khôi phục như thường, linh áp khổng lồ cũng theo đó biến mất. Chân tiên, những tên hợp thể kỳ kia cuối cùng mới miễn cưỡng đứng vững nhưng thân thể vẫn như muốn nhũn ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đại hán tóc tím mồ hôi đầy đầu, nội tâm không ngừng hối tiếc. Thường ngày dựa vào Diệp Phong mà cáo mượn oai hùng, không ngờ hôm nay gã lại chiêu chọc đúng một vị chân tiên lôi điện màu bạc trên người thanh niên da đen cũng tiêu tán đi sắc mặt âm tình bất định trầm mặc đứng đó gã tuy thực lực không tệ nhưng mà tự mình biết rõ so sánh cùng chân tiên còn xa mới bằng được không gian xung quanh nhất thời yên tĩnh lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được kẻ này là ai sao dám làm việc kiêu ngạo như thế hàn lập nhìn thanh niên mặt tròn ngữ khí bình tĩnh hỏi lệ trưởng lão vị này chính là diệp phong đệ tử của trưởng lão Ma Tà ở Điện Tiên Nguyên, đã tu luyện đến Đại Thừa Đỉnh Phong, nghe nói những năm gần đây có ý định độ kiếp thành tiên, là nhân vật phong vân trong đám đệ tử nội môn. Thanh niên mặt tròn thấp giọng nói ra, hóa ra là đệ tử hạch tâm, khó trách làm việc ngang tàng như vậy. Ta hỏi lại ngươi, ngươi muốn con song thủ sư ưng này? Hàn Lập cười cười, lơ đánh hỏi, nếu như con song thủ sư ưng này đã được lệ trưởng lão nhìn chúng trước, tự nhiên là của người. Tại hạ lúc trước lỗ máng vô lễ, kính xin trưởng lão không chấp nhặt vãn bối. Diệp Phong lúc này đã đổi lại một khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói: Người tu luyện đúng là thần thông lôi điện, con song thủ sư ưng mang trên người huyết mạch lôi điện không kém nên cũng khó trách ngươi muốn. Ta mặc dù thân là trưởng lão, nhưng cũng không ỉ mạnh hiếp yếu. Như vậy đi, ta đứng bất động ở chỗ này, cũng không cần dùng bất kỳ pháp bảo nào tiếp ngươi một chiêu, nếu như ngươi có thể làm ta di chuyển một bước chân thì con song thủ sư ưng này để ngươi." Ngươi thấy như thế nào? Hàn Lập cười nói, Diệp Phong khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Hàn Lập, không rõ vì sao hắn đột nhiên thay đổi. Nhưng mà trong lòng gã giật mình, có lẽ người trước mắt này vừa nghe thanh niên mặt tròn đề cập mình là đệ tử của trưởng lão Ma Tà nên sinh lòng cố kỵ. Trưởng lão Ma Tà có danh khí rất lớn trong các trưởng lão, thực lực đã đạt chân tiên hậu kỳ, lại chấp trưởng điện tiên nguyên. Người trước mắt này nếu là trưởng lão chấp sự, thì tám phần là tán tiên bên ngoài vừa mới gia nhập tông môn, nên có chút không muốn đắc tội với sư phụ gã. Nghĩ đến đây, nội tâm Diệp Phong càng khẳng định, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nhìn Hàn Lập chắp tay thi lễ nói: "Nếu Lệ trưởng lão đã có ý này, tại hạ liền cả gan mạo phạm. Cái khác không dám nói, nhưng về lực công kích, gã tuyệt đối tin tưởng, dù đối phương là chân tiên thì như thế nào." Những người khác nghe hai người đối thoại, đều thối lui, lộ ra một mảng đất trống to lớn. Hàn Lập phất tay áo, hơn 10 đạo hoàng mang bắn ra chung quanh mở ra một cái màn sáng màu vàng hơi mở rất lớn, bao phủ hai người vào trong. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên gào to, hai tay bấm niệm pháp quyết. Uinh uinh rầm rầm, từng luồng lôi điện màu bạc to lớn từ trên người gã phóng ra, phát ra tiếng sấm cực lớn. Sau một khắc, gã há rộng miệng, bắn ra một viên châu màu bạc lớn chừng ngón cái, tinh tế đẹp đẽ, nhưng tản mát ra linh lực chấn động làm người ta sợ hãi, mặt ngoài ẩn hiện lôi quang. Viên châu lơ lửng trên đỉnh đầu gã theo hai tay bấm niệm, lôi điện màu bạc trên người đều hội tụ tại viên châu, biên cuồng quay tròn một hồi, ngưng tụ thành một quả lôi cầu màu bạc cực lớn, chừng trăm trượng. Lôi cầu hình thể cực lớn, trên bề mặt tỏa ra điện quang màu bạc lóa mắt, giống như một mặt trời lôi điện tản mát ra uy áp lôi điện đáng sợ. Tuy bị ngăn cách bởi màn sáng màu vàng, đám người đại hán tóc tím vẫn bị ảnh hưởng bởi uy áp của lôi cầu tản mát ra, lại lùi về sau vài bước, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn thán phục. Con song thủ sư ưng cách hai tầng sáng bảo hộ, cũng phát ra tiếng gầm bất an. Hàn lập nhìn lôi cầu màu bạc, thần sắc như thường, nhưng trong lòng khẽ động. ầm ầm, không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, trên người bỗng nhiên hiện ra vô số lôi điện màu bạc to lớn, tuy độ sáng không bằng so với lôi điện trên người Diệp Phong, nhưng lại linh động dị thường, giống như vô số linh xả bay tán loạn. Sau đó lập tức trên thân Hàn lập lại lóe lên tử quang, hiện ra vô số hồ quang điện màu tím, tản mát ra một cỗ khí tức cuồng dã thô bạo hồ quang điện hai màu bạc và tím tản mát ra khí thức hoàn toàn khác nhau, hiển nhiên là hai loại lôi điện không giống nhau, nhưng lại đan xen vào nhau vô cùng dễ dàng, không có chút nào bài xích, thậm chí mơ hồ có chút hòa làm một. Từng vòng hào quang màu tím bạc của lôi điện trên thân Hàn Lập tràn ra xung quanh, thanh thế không yếu chút nào. Diệp Phong thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, không nghĩ tới Hàn Lập cũng tinh thông lôi điện lực, hơn nữa thủ đoạn khống lôi so với gã còn tinh diệu hơn nhiều. Trong lòng gã có chút trầm xuống, sắc mặt âm tình bất định bỗng nhiên hét lớn một tiếng trên người gã lại hiện ra một tầng điện hồ màu bạc rồi chui vào bên trong lôi cầu trên đỉnh đầu khiến cho lôi cầu một lần nữa to lớn hơn một vòng đi hai tay diệp phong vung lên thình lình ném mạnh lôi cầu cực lớn ra hung hăng đập tới hàn lập trong nháy mắt lôi cầu cực lớn liền xuất hiện trước người hàn lập giống như thiên thạch hung hăng nện xuống từng vòng vô hình chấn động bộc phát ra sắc mặt hàn lập bình tĩnh tay trái nhanh chóng chảo một cái vào hư không Ầm ầm, hồ quang điện hai màu bạc tím trên người hắn hội tụ tại cánh tay, lóe lên hóa thành một thanh kiếm lôi điện to lớn trăm trượng, mặt ngoài hiện ra rất nhiều phù văn lôi điện hai màu tím bạc nhỏ li ti. Hắn vung tay lên, thanh kiếm lôi điện chém vào lôi cầu cực lớn. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, hai loại quang mang lôi điện đan vào cùng một chỗ, làm nổi lên một làn sóng khí khổng lồ quét ra bốn phía nhưng bị ngăn lại trong màn sáng màu vàng. Cự kiếm lôi điện cùng lôi cầu màu bạc nhất thời bị kìm ở nguyên một chỗ, uy lực dường như ngang nhau. Lực phản chấn khiến thân hình Diệp Phong run lên, lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững. Tay phải Hàn Lập vẫn đang để sau lưng, thần sắc trông vô cùng nhẹ nhàng. Diệp Phong thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên há miệng phun ra một quang mang màu bạc, chui vào bên trong lôi cầu cực lớn. Lôi cầu màu bạc lập tức kịch liệt cuồn cuộn, tỏa sáng hào quang, từ trong bay ra hơn 10 miếng phù văn lôi điện cực lớn màu bạc. Từng phù văn lôi điện đều lớn như cái cối xay, tản mát ra pháp tác lực nhẹ nhẹ, vừa bắn ra liền như sao băng đánh tới phía cự kiếm lôi điện. Oanh oanh oanh, từng phù văn đánh vào cự kiếm lôi điện làm cự kiếm chấn động, rung mạnh một cái, quang mang trên bề mặt bị đánh tan một ít. Mười phù văn lôi điện thay phiên oanh kích, quang mang cự kiếm lôi điện ảm đạm dần, nhưng Hàn Lập dường như không chú ý những điểm này, mắt nhìn lôi cầu màu bạc có chút thất thần. Chương 195, hỏa mạch xuất hiện, Diệp Phong thấy vậy liền cắn răng, mười ngón tay xoay tròn bắt quyết cực nhanh, liên tiếp phun ra hai tia ngân quang dung nhập vào trong lôi cầu. Từng đạo lôi xà bên ngoài lôi cầu màu bạc nhún nháo, lôi cầu phồng lớn lên thêm một vòng. Ngân quang tỏa sáng rực rỡ chậm rãi áp đảo hào quang của cửa kiếm. Từ trong lôi cầu bắn ra từng đạo lôi điện màu bạc to lớn, giống như móng vuốt của ác ma đòi xé nát Hàn Lập. Quả nhiên, vào lúc này, Hàn Lập tự thì thào, dường như tinh thần vừa mới khôi phục lại. Năm ngón tay trái của hắn chuyển động liên tục, hào quang lôi điện hai màu tím bạc trên cự kiếm đột nhiên sáng rực, phát ra tiếng kiếm rít chói tai cự kiếm lôi điện trong nháy mắt phồng lớn lên gấp bội, phóng ra điện quang hai màu mút trời, lập tức ngăn chặn lôi cầu to lớn, chiếm lại thế thượng phong. Sắc mặt Diệp Phong đại biến, không đợi gã phản ứng thì cự kiếm lôi điện lần nữa sáng ngời, phù văn lôi điện trên bề mặt biến lớn nhanh chóng. Cự kiếm vốn hơi mờ nhưng trong nháy mắt trở nên rõ ràng, từng luồng khí tức vô cùng lợi hại từ mặt ngoài cự kiếm tản ra, giống như kiếm khí từ trên chém xuống. Xoẹt xoẹt, lôi cầu màu bạc bị cự kiếm lôi điện chém thành hai nửa, Lộ ra ở giữa là một viên châu màu bạc, lúc này tản mát ra lôi quang chói mắt. Cự kiếm lôi điện lại bổ chính xác vào viên châu, làm lôi quang chung quanh viên châu lần nữa bị đánh tan. Viên châu màu bạc nhất thời bắn ngược lại, linh quang bề mặt mờ đi khá nhiều, hiển nhiên linh tính đã bị tổn thương. Diệp Phong ộc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm, lôi cầu to lớn bị chém thành hai nửa liền nổ tung, hóa thành vô số lôi quang màu bạc bắn ra xung quanh, biến phương viên trong vòng mấy chục trượng thành một vùng lôi hải màu bạc không ai chú ý tới có một làn sáng bạc gần như trong suốt từ mặt đất lặng yên thoát ra, vô thanh vô tức chui vào trong cơ thể Diệp Phong. Cự kiếm lôi điện không ngừng chút nào, tiếp tục chém xuống đỉnh đầu Diệp Phong. Trong mắt Diệp Phong hiện ra vẻ hoảng sợ, muốn ngăn cản lại, nhưng hư không bị cự kiếm tản mát ra uy áp đáng sợ bao phủ, giống như bị cứng lại như sắt thép, không thể động đậy. Bất quá cự kiếm lôi điện cách đỉnh đầu gã một xích liền dừng lại, điện mang bên trên chập chờn, tê tê. Xung động, Ánh mắt Diệp Phong nhìn chằm chằm cự kiếm lôi điện, nuốt nước miếng, không dám cử động. Sau một khắc, cự kiếm lóe hào quang, bay ngược về, rồi ầm ầm tan ra hóa thành vô số điện mang hai màu tím bạc, rồi như cá voi hút nước, ào ào dung nhập vào trong cơ thể Hàn Lập. Xem ra người còn thiếu một chút hỏa hầu, Hàn Lập nhàn nhạt nói, phất tay bấm niệm chú ngữ, màn sáng màu vàng xung quanh tiêu tan. Thần thông của lệ trưởng lão thật kinh người, tại hạ nhận thua. Sắc mặt Diệp Phong khó coi, trầm mặc mở miệng nói một câu, sau đó phất tay triệu hồi viên châu màu bạc, xoay người rời đi. Đám người đại hán tóc tím thấy vậy vội vàng đi theo, rất nhanh biến mất. Nam tử mày kiếm cũng lặng yên lui đi. Hàn Lập nhìn thấy đám người rời đi, ánh mắt lóe lên. Thanh niên mặt tròn lúc này đã nhanh nhẹn mở ra cấm chế của con song thủ sư ưng, phóng thích nó ra. Con song thủ sư ưng đi tới sau lưng Hàn Lập, vô cùng ôn thuần cúi xuống. Hàn Lập vỗ vỗ cổ con song thủ sư ưng, trên mặt lộ ra nét tươi cười vung ra một tia sáng xanh bao phủ thân thể cự thú. Vèo, thân hình to lớn của con song thủ sư ưng nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một vệt linh quang, lóe lên một cái biến mất vào trong túi linh thú ở bên hông hắn. Lệ trưởng lão, ngài thần thông quảng đại, nhưng nghe đồn trưởng lão ma tà, sư tôn Diệp Phong, là một gã đắc đạo chân tiên đã từng tham gia tranh cử phó đạo chủ. Ngài vẫn nên cẩn thận một chút, thanh niên mặt tròn nhỏ giọng nhắc nhở, về tên Diệp Phong này, người còn biết gì nữa không? Hàn Lập hơi trầm ngâm, hỏi: "Đệ tử bái nhập trúc long đạo không lâu, biết không nhiều lắm về Diệp Phong sư huynh. Tuy nhiên có nghe đồn người này trước đây tư chất bình thường, chỉ là một gã đệ tử nội môn không có gì đặc biệt. Thế nhưng 300 năm trước, người này chẳng biết từ chỗ nào học được một bộ thần thông lôi điện uy lực cực lớn, tu vi về sau đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, gã mới được trưởng lão Ma Tà coi trọng, bây giờ trở thành nhân vật phong vân trong đám đệ tử nội môn. Sau thời gian đó, danh tiếng của gã ở Trúc Long đạo lưu truyền rất rộng rãi. Thanh niên mặt tròn suy nghĩ một chút, nói, thì ra là thế, Hàn Lập nhẹ gật đầu, ánh mắt chấp động, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Thanh niên mặt tròn đứng yên lặng một bên, không dám quấy rối. Hàn Lập rất mau lấy lại thần sắc, lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, ném cho thanh niên mặt tròn, nói, hôm nay ngươi đi cùng ta có chút vất vả, ta ban cho ngươi những đan dược này. Thanh niên mặt tròn vội vã nhận lấy bình ngọc, mở nắp bình ra nhìn, trong mắt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Đa tạ lệ trưởng lão trọng thường, thân hình hàn lập sớm đã hóa thành một vệt thanh ảnh, bay về phía xa. Nửa ngày sau, một đạo độn quang màu xanh từ đằng xa bay vụt đến, dừng lại ở đỉnh núi Xích Hà, độn quang thu lại hiện ra thân ảnh hàn lập. Đỉnh núi có chút trống trải, có một tòa tiểu viện được xây dựa vào vách núi, diện tích gần 10 mẫu. Bên trong là đình đài, lầu các, nhà thủy tạ kiểu dáng phong cách cổ xưa, xung quanh thì biển mây lượn lờ thấp thoáng, Phong cảnh hòa hợp, mang thêm vài phần khí tức tiên gia. Tiểu viện ở sâu trong vách núi vẫn đóng chặt cửa đá, bên trong chắc là động phủ bế quan thường xuyên. Bên trái tiểu viện là một mảnh vườn linh dược trống không, có lẽ là chủ nhân động phủ, vị trưởng lão hòa luyện kia đã vẫn lạc nên linh dược trong đó đã bị tông môn lấy đi, thời gian dài không có người trông coi. Lúc này, đám người mộng vân quy đang phân công nhau quét dọn, sửa sang ở vườn linh dược và các nơi trong tiểu viện. Thấy Hàn Lập trở về, mấy người vội vàng dừng tay, nhao nhao tiến lên nghênh đón. Lệ trưởng lão, Hàn Lập gật đầu, giao ngọc bài màu đen và túi linh thú bên hông cho Mộng Vân Quy, căn dặn y mở một huyệt động ở sườn núi cho con song thủ sư ưng. Sau đó, hắn bắt đầu đi dạo quanh đỉnh núi Xích Hà. Về sau đây chính là chỗ ở của mình, nên hắn tự nhiên muốn dò xét toàn bộ các nơi một lần. Sau khi đi một vòng, Hàn Lập rất nhanh đi tới chân núi Xích Hà. Càng xuống gần mặt đất, hỏa trướng màu đỏ thấm xung quanh càng nồng đậm, nhiệt độ xung quanh cũng càng cao. Lúc xuống đến mặt đất, một luồng khí thức nóng rực mơ hồ bốc lên từ dưới đất, đập vào mặt, sóng nhiệt bức người. Hắn nhíu mày lại, không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc trước trên mạc Linh Sơn Hà Đồ, hắn nhìn ra ở ngọn xích hà này có hỏa mạch không kém nên mới lựa chọn. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, nhìn tình hình trước mắt, hỏa mạch nơi này tựa hồ còn hơn cả hắn dự liệu. Hàn Lập đang suy nghĩ, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, liền nhìn về bên trái sau đó thân hình hắn bay vụt đi mấy hơi thở đã tới trước một thác nước thác nước nhìn như giải lụa màu bạc từ trên trời thả xuống phát sinh tiếng ủng ùm rơi xuống hồ nước phía dưới tóe ra vô số bọt và hơi nước hàn lập nhìn về phía trước sắc mặt chăm chú giơ tay điểm ra một chỉ xoẹt xoẹt một tia lôi điện màu bạc lớn bằng cánh tay bay vụt ra xé rách không khí đâm vào thác nước lôi điện màu bạc vừa chạm vào thác nước giống như trâu đất xuống biển trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích Quả nhiên, Hàn Lập thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thác nước trước mắt chính là một cấm chế biến ảo mà thành, hơn nữa còn có tác dụng che đậy thần thức, cực kỳ cao minh. Lúc trước hắn đã dùng thần thức tra xét toàn bộ đỉnh núi Xích Hà, cũng không chú ý tới nơi này. Nếu không đi đến gần, hơn nữa cấm chế có chút tổn hại nên lộ ra một chút manh mối, chỉ sợ hắn cũng không cách nào phát hiện bí mật nơi này. Hàn lập định thần, sau đó hai mắt chấp động lam quang nhìn về thác nước, mặt lộ vẻ suy tư. Sau một lát, trên người hắn lóe lên ánh sáng xanh, chui thẳng vào trong thác nước, giống như tia lôi điện màu bạc vừa rồi, trong nháy mắt biến mất. Ùm um ùm, um, hư không ở vùng lân cận thác nước đột nhiên dậy sóng, liên tiếp âm thanh ầm vang từ bên trong truyền ra. Trong hư không thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo quang mang bắn ra bốn phía. Hư không chấn động càng lúc càng kịch liệt, hào quang bên trong tỏa ra càng ngày càng sáng. Chưa tới nửa giờ sau, một tiếng ầm ầm nổ vang. Thác nước run lên, giống như mặt kính vỡ vụn thân ảnh của Hàn Lập hiện ra giữa không trung, sắc mặt hơi trắng bệch. Hiển nhiên, hắn phá giải cấm chế này cũng có chút cô sức. Hắn dùng một viên đan dược, sau đó nhìn về vị trí thác nước lúc trước. Phía trước hiện ra một sơn cốc không lớn, mặt đất và núi đá đều có màu đỏ thấm. Từ bên trong, một luồng khí cực nóng tỏa ra và vô số hỏa trướng đỏ thấm cuồn cuộn tuôn ra, giống như nơi đây chính là đầu nguồn hỏa trướng của toàn bộ ngọn núi Xích Hà. Hàn Lập thấy vậy, thân hình thoát một cái phi thân vào, đi thẳng tới chỗ sâu nhất trong sơn cốc. Nơi đây nhiệt độ trở nên vô cùng nóng bức khiến không khí cũng vặn vẹo vì nhiệt độ cao. Ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc có một cửa động đỏ rực rất lớn hiện ra, cao chừng 7-8 trượng, hai bên vách động có màu đỏ đen, hơi nóng cuồn cuộn và khói đặc từ bên trong tuôn ra. Có tiếng nổ trầm thấp từ bên trong truyền ra, Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt sáng lên, thân hình thoát một cái bay vào cửa động. Đây có một hành lang kéo dài vào sâu trong lòng đất, gió nóng từ bên trong thổi ra vù vù, trên vách động thỉnh thoảng hiện ra từng vết nứt, hỏa trướng màu đỏ đậm từ bên trong thẩm thấu mà bốc ra, theo gió cuốn ra bên ngoài. Khí tức cực nóng tràn đầy toàn bộ hành lang, nếu tu sĩ bình thường đến đây chỉ sợ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Với tu vi của Hàn Lập, sức nóng này tất nhiên không ảnh hưởng được gì. Hắn đi thẳng vào sâu bên trong, đồng thời nhấc tay lên. Một ngọn lửa màu bạc bay vụt ra, sau đó biến ảo thành con chim lửa màu bạc, chính là tinh viêm hỏa điểu. Chim lửa vừa xuất hiện, lập tức nhìn vào sâu trong hành lang, mắt hiện ra vẻ hưng phấn, giang hai cánh bay vèo vào trong. Hàn lập mỉm cười, không nhanh không chậm đi theo. Hắn chọn ngọn núi xích hà này trở thành động phủ, hơn phân nửa nguyên nhân là vì con tinh viêm hỏa điều này. Con chim này thực lực đại giảm, đến nay cũng chưa khôi phục được bao nhiêu. Lúc trước bôn ba không để ý tới nó, hiện tại rốt cuộc đã có chỗ an ổn, tất nhiên hắn muốn nghĩ cách làm cho con chim này sớm khôi phục thực lực. Ma Quang từng nói tinh hỏa này dù ở tiên giới cũng có danh tiếng khá lớn, nên hắn tin tưởng con chim này sau khi khôi phục hoàn toàn thực lực, một lần nữa sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Kỳ thực hắn vừa mới đến Sơn Mạnh Trung Minh liền cảm thấy trong lòng dãy núi này có linh hỏa mạch dồi dào, phong phú. Hỏa mạch ở ngọn xích hà hẻo lánh này có lẽ cũng là chi nhánh của hỏa mạch Sơn Mạnh Trung Minh khổng lồ, nên chỉ cần tốn thời gian, hắn tin tưởng có thể khôi phục hoàn toàn cho con tinh viêm hỏa điều này rồi. chương 196, Bố Trí Hàn lập không ngừng đi sâu vào trong lòng đất, nhiệt độ xung quanh trở nên vô cùng nóng bức, hành lang này càng ngày càng rộng lớn hơn, chỗ cao nhất đã cao đến mấy trượng. Hàn lập theo sau tinh viêm hỏa điều đang tiếp tục bay sâu vào trong, thỉnh thoảng nhìn hai bên vách động. Vách động có chút bằng phẳng, không ít nơi còn lưu lại dấu vết do con người cải tạo thành. Chẳng lẽ là của hỏa luyện trưởng lão? Trong lòng hắn suy đoán, từ danh sưng của y có thể nhìn ra công pháp y tu luyện tám phần là hỏa thuộc tính khí tức hỏa thuộc tính nơi đây lại nồng đậm như vậy, đúng là nơi bế quan tốt nhất. Bởi vậy, cấm chế dấu đầu hở đuôi được bố trí ở bên ngoài chắc hẳn là do y làm. Chưa đầy một nén nhang sau, âm thanh ù ù nặng nề càng lúc càng vang vọng, phảng phất như vô số sấm rền. Lúc này, chẳng biết tại sao mà tinh viêm hỏa điều đột nhiên tăng tốc bay nhanh. Hàn lập thấy vậy cũng tăng tốc đuổi theo, bay được một khoảng không xa hắn cảm thấy lóa mắt, một thế giới hỏa hồng to lớn xuất hiện trước mắt đó là một hang động đá vôi nằm sâu trong lòng đất rộng mấy ngàn trượng trên trần hang là từng đám thạch nhũ màu xích hồng rủ xuống mặt ngoài bao phủ một tầng hỏa diễm cháy hừng hực phía dưới là một hồ nham thạch to lớn phía trên lơ lửng một màn lửa như mây mù đỏ thắm đang thiêu đốt trong hồ dung nham cuồn cuộn thỉnh thoảng có một cái bong bóng khí thật lớn nổi ra sau đó nổ tung phát ra từng đợt âm thanh như sấm rền nguyên một đám quang cầu màu đỏ lớn chừng nắm tay ở trong bong bóng khí nổi lên theo sau đó bay tản ra xung quanh hỏa tinh mắt hàn lập sáng ngời toàn bộ không gian dưới mặt đất khắp nơi đều tràn ngập hỏa diễm giống như quang mang đỏ thẫm hư không tựa hồ cũng đang bị thiêu đốt độ nóng cao đến mức khó tin lấy thân thể huyền tiên cường hãn của hàn lập cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô một luồng nhiệt phong theo mặt hồ thổi tới làm cho làn da hắn cũng cảm thấy đau nhức nhưng gặp tình huống này tinh viêm hỏa điều lại hưng phấn dị thường hỏa điều hóa thành một hư ảnh màu trắng bạc vỗ cánh bay lượn khắp không gian xung quanh, thỉnh thoảng há mỏ nuốt từng đoàn hỏa tinh, có khi bay thẳng vào trong dung nham, biến mất không thấy bóng dáng, sau đó lao ra ở một khu vực khác, vô cùng thích chí. Hàn Lập thấy vậy, động lòng, dưới mặt đất này hỏa mạch phong phú vượt xa dự liệu của hắn, khó trách hỏa luyện trưởng lão kia muốn dùng cấm chế che đậy nơi này lại. Tinh viêm hỏa điểu ở chỗ này hấp thu lực lượng hỏa diễm, tin tưởng rất nhanh có thể khôi phục lại. Bất quá, tựa hồ còn thiếu cái gì đó. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục như thường, phất ống tay áo. Mấy trăm luồng ánh sáng màu đỏ bắn ra, là những trận kỳ màu đỏ lửa, rơi vào nham tương trên hồ tạo thành một trận pháp rất lớn. Miệng hắn lầm nhầm, từng luồng pháp quyết bay ra, toàn bộ trận pháp chậm rãi vận hành. Mỗi một trận kỳ đều nở rộ từng luồng hồng quang, ngưng tụ thành một cái trận pháp màu đỏ to lớn. Tinh viêm hỏa điều tựa hồ hiểu ý chủ nhân, lúc này ngưng vui đùa ầm ý, vỗ cánh bay vào chính giữa trận pháp. Sau một khắc, toàn bộ hỏa diễm dưới mặt đất bị thu hút hội tụ tại trận pháp quay quanh tinh viêm hỏa điều rất nhanh tạo thành một cái kén tầm lửa đỏ lớn thân hình hàn lập đột ngột từ mặt đất bay đến một chỗ vách động rồi dừng lại lật tay lấy ra một cây bút màu đỏ lớn cung tay khắc nhanh vào vách động tạo ra vô số phù văn to lớn hình thành một đồ án hỏa diễm sau đó thân hình hắn thoát một cái xuất hiện ở một vách động khác lần nữa huy động cây bút khắc ra một đồ án hỏa diễm rất nhanh tám đồ án hỏa diễm được hàn lập khắc vào vách động bao phủ lấy kén tầm khổng lồ vào trong. Hàn lập lúc này mới thu hồi bút lại, miệng tụng niệm chú ngữ. O, O, N, G. Tám đồ án hỏa diễm nở rộ tia sáng chói mắt, rất nhanh kết nối với nhau tạo thành một trận pháp lớn, bao phủ kén tầm khổng lồ vào trong. Hai pháp trận giống như đang bổ trợ lẫn nhau, ầm ầm, không gian dưới mặt đất chấn động một chút, lực hỏa diễm vào tới sáp nhập vào trong kén tầm màu đỏ. Lúc này, Hàn Lập cảm giác được bên trong kén tầm, mỗi thời mỗi khắc thực lực tinh viêm hỏa điều đều đang chậm rãi tăng lên trong mắt hắn lúc này mới hiện lên vẻ hài lòng hắn lập tức dò xét một vòng quanh động xác định hai trận pháp vận hành ổn định rồi mới đi theo hành lang cú quay ra bên ngoài mắt của hắn nhìn khắp nơi đánh giá sau đó phất ống tay áo một luồng sáng bắn ra rơi vào phụ cận sơn cốc rất nhanh hình thành một cái cấm chế lớn bao trùm toàn bộ sơn cốc lại làm xong những chuyện này hắn mới thở phào nhẹ nhõm giải quyết xong chuyện tinh viêm hỏa điểu tâm tình Hàn Lập thoải mái, không quay về đỉnh núi ngay, mà bay ra bên ngoài ngọn Xích Hà. Nếu như 600.000 dặm xung quanh ngọn núi Xích Hà từ nay về sau đều là địa bàn của hắn tại Trúc Long Đạo, thì tất nhiên hắn muốn quan sát một lượt, làm một chút phòng bị cho bản thân. Bỏ ra thời gian gần nửa ngày, Hàn Lập dạo quanh một vòng lãnh địa, tại một số nơi bày ra một ít trận pháp cảm ứng, phòng ngừa có kẻ lẻn vào. Toàn bộ lãnh địa, lấy ngọn núi Xích Hà làm trung tâm, tự nhiên là nơi hội tụ linh mạch, thiên địa linh khí nồng đậm nhất. Tuy nhiên ngoại trừ ngọn núi này, hắn còn phát hiện hai nơi theo như tiêu chuẩn của Bắc Hàn Tiên vực thì cũng được xem như là hai vùng linh địa thượng phẩm loại nhỏ, cùng với hơn 10 mạch khoáng tốt. Phần lớn mạch khoáng bị khai thác hơn phân nửa, hai vùng linh địa nhỏ kia được dùng làm linh điền, chỉ là không biết đã bao nhiêu năm không có người chăm sóc sớm đã hoang phế. Nếu là trưởng lão chân tiên khác, đối với mạch khoáng linh điền này tất nhiên sẽ phái một ít tôi tớ đến tiến hành khai thác để thu nhập thêm linh thạch trong một khoảng thời gian dài. Nhưng Hàn Lập lại không có hứng thú, ít nhất tạm thời còn không có ý định để ý tới, rất nhanh bay trở về đỉnh Xích Hà. Lệ trưởng lão, đám người Mộng Vân Quy giờ phút này song song đứng ở cửa viện, kho mình hành lễ với Hàn Lập đang từ từ hạ xuống. Khắp nơi trên đỉnh núi giờ phút này đều đã được quét dọn sạch sẽ, không có một hạt bụi. Những đình đài lầu các kia càng rực rỡ hẳn lên, tu, trúc, tùng, bách phảng phất như được tắm rửa, trở nên xanh biếc, dòng sông trong hơn, Bên trong có một bầy cá vàng bơi lội chơi đùa quanh lá sen xanh biếc. Hàn Lập hài lòng nhẹ gật đầu, an bài mấy gian phòng phía ngoài động phủ cho đám người Mông Vân quy cư trú, sau đó nhắc bọn họ về nghỉ ngơi. Trong động phủ, Hàn Lập tra xét các nơi một lượt, bố trí xuống một ít cấm chế, sau đó đi tới linh dược viên Dược viên nơi này ở bên ngoài nên đương nhiên hắn sẽ không gieo trồng linh dược quan trọng, nhưng như vậy cũng sẽ làm cho người ta hoài nghi. Hàn Lập trầm ngâm chốc lát, lập tức chia dược viên thành mấy khu vực lấy ra một ít hạt giống linh dược bình thường trồng xuống những chuyện này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần sớm đã như ngựa đi đường quen cũng không lâu lắm một cái dược viên mới tinh liền hiện ra hàn lập lật tay lấy ra một cái bình ngọc nhẹ nhàng vung lên một cỗ linh dịch màu xanh nhạt từ đó bắn ra rơi vào khắp nơi dược viên sau đó hắn phất tay lên một cỗ quanh mang thanh thúy từ trong tay bắn ra bao phủ toàn bộ vườn linh dược từng mầm xanh biết từ dưới đất mọc lên tản mát ra sức sống xanh nhạt. Hàn lập tươi cười, sau đó xoay người đi tới vách núi chỗ động phủ, tay áo dơ lên mở cửa động, tiến vào trong. Bên ngoài động phủ nhìn không thấy gì đặc biệt, nhưng bên trong có không gian riêng, mới nhìn có chừng 10 gian phòng, luyện đan thất, luyện khí thất, cái gì cần có đều có, khiến hắn đã tốn rất nhiều công sức. So với cái sân trước động phủ, Hàn lập tự nhiên ưa thích nơi này hơn, chỉ sợ vị chủ nhân động phủ trước đây cũng nghĩ như thế. Hắn một phen cân nhắc liền bắt đầu động thủ, thay đổi nơi đây một chút. Hắn cải tiến một thạch thất bí mật nhất thành một dược viên nhỏ, mở ra một căn phòng đá ở gần vách núi, trên vách đánh ra vô số lỗ nhỏ để sau này có thể cho ánh sáng trăng sao chiếu dọi vào gian phòng này, để trường thiên bình hấp thu. Bố trí động phủ thỏa đáng xong, Hàn Lập mới lần nữa đi ra động phủ, tính toán bố trí xuống mấy tầng cấm chế ở tiết xa bên ngoài. Lúc hắn đang định thi pháp, thân thể chợt cứng đờ, xoay người lại, nhìn đến mảnh linh dược viên nhỏ kia. Chỉ thấy bên trong dược viên, linh thảo vừa mới nảy mầm hơn phân nửa không ngờ héo rũ chỉ có một ít còn sống xảy ra chuyện gì vậy hàn lập sầm mặt lại bước nhanh tới rút ra một cây linh thảo héo rũ chỉ thấy bộ dễ hạt giống của nó héo rũ hoàn toàn hiện ra màu đen kịt giống như bị lửa thiêu hắn lại rút ra mấy cọng linh thảo khác tình huống đều giống nhau tuy nhiên cũng còn mấy loại linh thảo mọc rất tốt sinh cơ bừng bừng không có chút dấu hiệu khô héo hàn lập lúc này phóng thần thức ra không lâu sau liền tìm được nguyên nhân dẫn đến tình huống như vậy. Bởi vì hỏa mạch dưới mặt đất quanh năm không có người khống chế, hỏa linh lực rồi rào dần dần thẩm thấu lên, toàn bộ thổ nhưỡng bên trong đỉnh xích hà đều ẩn chứa nồng nặc linh lực thuộc tính hỏa. Hoàn cảnh như vậy vô cùng thích hợp cho linh thảo hỏa thuộc tính sinh trưởng, nhưng mà với linh thảo thuộc tính khác thì không có khả năng sống rồi. Hàn Lập nhìn vào bên trong dược viên, có vài cây linh thảo sinh trưởng tốt đều là hỏa thuộc tính. Hắn nhíu mày, đỉnh xích hà nơi đây vẫn còn có phiền toái này khó trách đỉnh xích hà này không có người chọn lựa lúc trước hắn chọn nơi đây thần tình trên mặt dư hiền thắng cùng kỳ lương đều có chút cổ quái hàn lập hơi trầm ngâm lông mày rất nhanh giãn ra trước mắt tình huống này mặc dù có chút phiền phức nhưng cũng không phải là không có cách nếu muốn ngăn cản ảnh hưởng của linh mạch dưới đất thì có không ít biện pháp chỉ cần phân bố những trận pháp cấm chế có hiệu quả ngăn cản là được tuy như thế sẽ khiến linh thảo hấp thu linh khí chịu ảnh hưởng nhưng hắn vẫn không lo lắng vì dù sao hắn dùng lục dịch trong trường thiên bình để thúc, nên linh khí trong lòng đất cũng không quá cần thiết. Về phần dược viên nhỏ, dù sao cũng chỉ dùng để che giấu tai mắt người khác, đến lúc đó đổi lại một ít linh thảo hỏa thuộc tính là được. Nghĩ tới đây, hắn không nghĩ thêm nữa, lại lần nữa trở nên bận rộn với công việc. chương 197, chân Ngôn Hóa Luân Kinh Bên trong một đại điện u ám được phủ kín chẳng chịt bởi xiềng xích xanh đen, ngọn lửa màu xanh chiếu dọi ra ánh sáng màu xanh đen trên một cái ghế dựa lớn đen kịt một nam tử khô gầy đang mặc áo khoác trắng như tuyết thân thể lão hơi nghiêng về phía trước khuôn mặt lão màu tím xanh dưới ánh lửa trong bóng đêm biến thành màu đen nên không nhìn thấy rõ nét mặt đúng lúc này một âm thanh mở cửa nặng nề vang lên hai cánh cửa đá nặng nề mở vào phía trong đại điện âm thanh cắt bụi cuồn cuộn vang liên tục như sấm từ ngoài trời truyền vào trong cửa điện mở rộng đứng đó là một thân ảnh khôi ngô cao lớn thân ảnh cao gần trượng mặt cháy vàng mặt vuông miệng rộng trên đầu buộc một cái hộ chán bằng đồng xanh cũ kỹ, trên người mặc một bộ áo choàng màu ố vàng, phía trên phủ đầy cát vàng, dường như là vừa đi xuyên qua bão cát bên ngoài mà đến. Sau khi gã ta chậm chạp đi vào đại điện, hai phiến cửa điện lần nữa khép lại, chắn tất cả âm thanh ẩm ý ở ngoài cửa. Đại hán mặt cháy vàng bước đi nặng nề, dẫm lên xiềng xích xanh đen đầy trên mặt đất, phát ra tiếng vang sản sạt liên tiếp. Sư tôn, con đã đi đến nơi vẫn là của lão thất rồi. Gã đi đến trước chiếc ghế dựa lớn đen kịt, Quỳ một gối xuống, nhìn về phía Nam Tử Cương Thi cung kính nói, tiếng như chuông đồng ông ông vang trong đại điện. "Ừ, như thế nào?" Nam Tử Cương Thi thoáng dựa về phía sau mở miệng hỏi, giọng khàn khàn. "Đối phương làm việc vô cùng kín kẽ, không để lại bao nhiêu dấu vết." Nam Tử mặt cháy vàng sắc mặt hơi trầm xuống nói, "Cái chết của lão thất có lẽ liên quan đến cường địch mà nó đuổi giết 300 năm trước. Chuyện này giao cho người đi điều tra rõ ràng." Nam Tử Cương Thi chậm rãi nói, "Vâng, ban đêm trong một tiểu viện ở đỉnh xích hà đèn đuốc sáng trưng trải qua việc lau dọn bận rộn của đám người mống vân quy trong ngoài hết thảy đều đã biến đổi hoàn toàn giờ phút này bọn họ còn đang làm nốt một số việc cuối cùng lúc này trong một gian mật thất ở sâu trong động phủ hàn lập đã mặc bộ trang phục trưởng lão nội môn của trúc long đạo hắn đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn bên cạnh đặt một viên bài kim loại lớn cỡ bàn tay viên bài này chính là miếng linh thuật bài ghi chép công pháp vô tướng chân luân kinh tầng thứ nhất không biết qua bao lâu, Hàn Lập bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, thò tay chộp vào hư không, hút linh thuật bài vào trong tay, sau đó dán lên mi tâm. Chỉ thấy trên viên bài kim loại sáng ngời hào quang, trong đầu hắn lập tức xuất hiện liên tiếp văn tự màu vàng dày đặc, chẳng chịt. Văn tự màu vàng này đại khái phân làm hai bộ phận, phía trước giống như các quy tắc thông thường là giới thiệu nội dung, bộ phận phía sau mới là công pháp vô tướng chân luân kinh tầng thứ nhất. Căn cứ nội dung ghi lại, Công pháp vô tướng chân luân kinh này chia làm 3 tầng, thông qua tu luyện, ngưng tụ ra một loại thần thông tên là chân ngôn bảo luân. Lúc đối địch, chỉ cần thi triển thần thông này liền có thể làm tốc độ công kích của địch thủ tiếp xúc với chân ngôn bảo luân chậm lại, làm mất đi ưu thế tốc độ vốn có. Dựa theo nội dung ghi lại, tu luyện công pháp vô tướng chân luân kinh từ tầng thứ nhất tới tầng thứ ba, thuộc tính thần thông sẽ không phát sinh biến hóa, chẳng qua là uy năng sẽ tăng lên theo từng tầng. Nghe nói, chỉ cần có thể tu luyện thành công pháp tầng thứ nhất, khi thi triển chân ngôn bảo luân có thể làm cho tốc độ địch nhân chậm lại gấp đôi, nếu tu thành tầng thứ hai lại có thể đạt đến gấp 10 lần trở lên, về phần tầng thứ ba cũng không ghi rõ, nhưng hẳn là nếu có thể luyện thành thì uy năng sẽ hết sức kinh người. Nhìn đến đây, tâm thần hàn lập chấn động, kinh ngạc không dứt. Đứng nói làm công kích địch nhân chậm lại 10 lần, chỉ cần chậm lại gấp đôi, cũng đã là thần thông nghịch thiên đến cực kỳ khủng khiếp rồi, nếu lúc trước hắn nắm giữ thần thông này, lúc đối mặt phương bản đã không bị động đến như vậy kim chế lại kích động trong lòng, hàn lập tiếp tục xem các nội dung khác bên trong linh thuật bài. kết quả sau một lát, lông mày hắn nhăn tít lại. văn tự ghi chép công pháp công pháp tầng thứ nhất này cũng không lạ lẫm gì, hắn đã sớm biết là kim truyện văn. chỉ có là nội dung từ tất cả văn tự tổ hợp tạo thành thì hắn không thể nào hiểu được. không biết là bởi vì nguyên do gì, cách dùng từ ngữ hoặc là phương thức hành văn bên trong công pháp tầng thứ nhất so với nội dung trong kim khuyết ngọc thư khác nhau rất nhiều, tối nghĩa khó hiểu vô cùng hắn nghiền ngẫm cả buổi cũng chỉ xem qua được không đến một phần trăm nội dung, hơn nữa đối với ý tứ diễn đạt trong đó cũng chỉ hiểu lơ mơ, căn bản không cách nào lĩnh hội chuyển xác. Hàn Lập có chút phiền muộn, nhưng vẫn không đành lòng buông bỏ, cẩn thận nhớ lại nội dung hắn đã xem qua trong Kim Khuyết Ngọc Thư, so với nội dung bên dưới, kiên trì tiếp tục nghiên cứu. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập hao phí tâm thần, rời linh thuật bài khỏi mi tâm, đưa tay vuốt vuốt chút khó chịu ở mi tâm, nội tâm không khỏi cảm thấy phiền muộn. Công pháp này thâm thúy huyền ảo vượt xa trình độ mà hắn dự đoán. Sau một đêm tìm hiểu, hắn vẫn chưa hiểu rõ tất cả nội dung, tựa hồ hiểu được một ít, rồi lại tựa hồ cái gì cũng không hiểu được, tóm lại là không nắm được điểm cốt lõi. Hắn lắc đầu, lật tay thu hồi viên bài kim loại, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Hôm qua lúc rời điện truyền công, phương trưởng lão kia đã từng nói, một ngày gần đây nếu hắn cần việc gì thì cứ quay lại điện truyền công. Lúc ấy hắn cảm thấy có chút kỳ quái hiện tại xem ra quả nhiên là có dụng ý khác hàn lập lộ vẻ bất đắc dĩ đứng dậy rời mật thất hóa thành một đạo phi hồng bay đi ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên đỉnh núi ngự long bên trên nham thạch và mái ngói cung điện đều phản xạ màu vàng nhạt sáng bóng không hề trói mắt ngược lại còn có vẻ dễ chịu ấm áp trên quảng trường bạch ngọc điện truyền công hàn lập mặc trang phục trưởng lão từ trên trời đáp xuống toàn thân hắn bao trùm trong ánh nắng sáng sớm chung quanh thân thể lóe lên một vòng nhàn nhạt quang huy thoạt nhìn rất có phong phạm tiên nhân. Sau khi hạ xuống, hắn không dừng lại mà bay thẳng vào trong đại điện. Cảnh vật so với hôm qua không thay đổi, nơi đây vẫn vắng vẻ quạnh hiu như trước, trưởng lão Phương Chuyên vẫn ngồi sau án kỷ, đang xem một cuốn sách màu xanh cũ kỹ. Không giống trước đây là bên cạnh tay trái gã có một chén trà màu tím đặt trên một cái đĩa, nước trà xanh biếc từ bên trong tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt tràn đầy cả tòa đại điện. Thấy Hàn Lập vội vàng đi vào điện, Phương Chuyên để quyển sách trên tay xuống, bưng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi hạ xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói. Lệ trưởng lão, người đã đến rồi, phương trưởng lão, chắc hẳn đã sớm đoán được ta đến đây là vì chuyện gì rồi. Hàn lập chắp tay với phương chuyên nói, ha ha, không dối gạt ngươi, tất cả những người đổi công pháp vô tướng chân luân kinh thì cơ bản trong vòng 7 ngày đều quay lại điện truyền công. Lệ đạo hiếu, xem như ngươi đã đến nhanh rồi, phương chuyên không quanh co nói, a, đây là vì lý do gì? hàn lập nghi ngờ hỏi nội dung vô tướng chân luân kinh tối nghĩa khó hiểu nếu không dùng chú giải kinh phụ trợ lý giải đừng nói tu luyện công pháp dù là nhập môn cơ bản cũng không có khả năng những người này đến không phải là để thay đổi công pháp khác mà là đổi lấy chú giải kinh đấy phương chuyên vừa cười vừa nói còn có việc này vì sao phương trưởng lão hôm qua không báo cho ta biết một tiếng hàn lập có chút không biết nói gì hỏi trước kia ta đều nhắc nhở một tiếng bất quá luôn có người tự phụ thiên tư hơn người ngược lại cho rằng ta là một gã tu sĩ đại thừa kỳ rắc rối cho nên ta dứt khoát không nói nữa đợi chính các người phát hiện vấn đề mà quay lại ta không phải nói nhiều mà cũng có đầy đủ sức thuyết phục ngươi thấy có phải thế không phương chuyên cười tủm tỉm nói phương trưởng lão nói rất đúng đích thật là đạo lý như vậy không biết bộ chú giải kinh này cần bao nhiêu điểm công trạng mới có thể đổi được và thực sự nó có tác dụng hay không hàn lập nghe vậy đành cười khổ một tiếng hỏi không nhiều không ít vừa vặn 10 điểm công trạng bộ chú giải kinh này dù sao cũng là từ rất nhiều tiền nhân tu luyện cảm mộ tổng kết mà ra nội dung tốt xấu vàng thao lẫn lộn cụ thể có bao nhiêu công dụng ta cũng không biết được phương chuyên dùng hai ngón trỏ giao nhau thành một chữ thập đáp tốt ta đổi hàn lập không cần cân nhắc liền đưa lệnh bài trưởng lão của mình ra sau khi phục chế bộ chú giải kinh hàn lập cùng phương chuyên nói chuyện phiếm vài câu rất nhanh liền quay về đỉnh núi xích hà trở lại động phủ hắn nhanh chóng vào trong mật thất hắn mất nửa ngày nghiên cứu chú giải kinh, so sánh chú giải khẩu quyết của những người đã luyện vô tướng chân luân kinh tầng thứ nhất, lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra vô tướng chân luân kinh này có tên là chân ngôn hóa luân kinh, công pháp nguyên bản càng thêm tối nghĩa khó hiểu, độ khó tu luyện thật sự quá lớn, trong đó cửa ải cô động chân ngôn bảo luân đã khiến 9 phần 10 tu luyện giả phải từ bỏ. Mà một phần 10 tu luyện giả vượt qua được, dù cho may mắn cô động ra chân ngôn bảo luân, thì tối đa thực sự chỉ có thể tu luyện bộ công pháp này tới tầng thứ hai, chính thức lĩnh ngộ ra pháp tắc thời gian. Nhưng để ngưng luyện ra sợi tơ pháp tắc, điểm đầu tiên thể hiện việc khống chế pháp tắc thì căn bản không thể nào. Trong truyền thuyết của Trúc Long Đạo đến bây giờ còn không biết có ai tu luyện được công pháp này tới tầng thứ ba hay không. Bởi vậy, dưới tình huống vô vọng đột phá, rất nhiều người ngoài ý muốn phát hiện ra một loại phương pháp xử lý khác thập phần có lợi, từ đó có thể tránh khỏi nan để cô động chân ngôn bảo luân. Bọn họ vận dụng tài liệu ẩn chứa pháp tác lực, chế tạo ra một vòng chân ngôn bảo luân thật, sau đó khắc một ít phù văn đặc thù trên bảo luân, từ đó khiến cho bảo luân có thể phát huy ra các loại uy lực kinh người, không tưởng tượng được. Bởi vì dùng phương thức luyện chế chân ngôn bảo luân này khác biệt lớn so với cách chính thống nên hiệu quả làm chậm tốc độ công kích trở nên cực kỳ bé nhỏ, ngoài ra vì sử dụng tài liệu bổ sung pháp tắc có thuộc tính không giống nhau cho nên khi thi triển ra hiệu quả pháp tác lực cũng khác nhau. Thí dụ như, nếu tài liệu luyện chế chân môn bảo luân có chứa pháp tắc kim thuộc tính thì có thể khiến cho độ sắc bén của bảo luân gia tăng lớn nhưng nếu tài liệu có chứa tốc độ pháp tắc lại có thể khiến cho tốc độ công kích nhanh gấp mấy lần mặt khác nếu muốn bổ sung các loại hiệu quả như thần thông hỏa diễm hiệu quả mê huyễn tác dụng đóng băng nặng nhẹ như ý cũng đều có thể dùng cách này mà thực hiện về sau tất cả những người tu luyện công pháp này hầu như không có ngoại lệ đều lựa chọn dùng phương thức này cũng vì nguyên nhân này Chân ngôn hóa luân kinh mới được đổi tên thành vô tướng chân luân kinh, chính là môn công pháp đã biến tướng, có thể căn cứ vạn vật gần biến hóa mà tùy tâm sở dục. Hàn Lập đọc đến đây không khỏi rơi vào trầm tư, thật lâu sau, căn cứ các loại chú giải mới chậm rãi tiếp tục tìm hiểu. Chương 198, vận khí phân chó. Thời gian thoáng một cái, đã qua mấy ngày. Có một tòa tuyết cốc vắng vẻ ở phía đông trúc long đạo do gần xâm lâm dung tuyết là khu vực thí luyện của tông môn nên là nơi thường ít người lui tới trong cốc có rất nhiều cây cổ thụ tùng tuyết sinh trưởng, cao tới trăm trượng. Qua mỗi đợt tuyết rơi, chúng hoàn toàn bị che giấu dưới lớp tuyết động rất dày, xa xa nhìn lại giống như từng tòa tuyết tháp trắng noãn, bóng loáng. Lúc này ở bên trong tuyết cốc, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang lên ù ù, còn đan xen tiếng thân, cành cây cối gãy nứt, vỡ vụn. Bởi vì âm thanh lớn chấn động hai bên sơn cốc, dẫn đến băng tuyết trên sườn núi không biết đã tích góp bao nhiêu năm tháng chảy xuống ầm ầm, tuôn ra từ trong sơn cốc. Chúng lôi cuốn, kích động lẫn nhau, cuối cùng hình thành một trận tuyết lở có thanh thế to lớn, dũng mãnh lao ra bên ngoài cốc. Bởi vì tuyết động thật sự quá nhiều, từng khối tuyết trồng chất không ngừng tràn ra bên ngoài sơn cốc, một hồi lâu thanh thế mới dần giảm xuống, dù vậy trong không khí vẫn có tuyết phấn rơi lả tả, xương mù lóng lánh tung bay. Đúng lúc này, trên bầu trời phía trên cửa cốc, một đạo hồng quang lao vút xuống, rơi vào chỗ mép đống tuyết động, từ đó hiện ra thân ảnh mặc trang phục trưởng lão nội môn, Hàn Lập. Ầm ầm, lại là một tiếng sét đánh nổ vang lên ánh mắt hàn lập chấp lên nhìn vào chỗ sâu bên trong tuyết cốc chỉ thấy chỗ đó đang có một lôi trụ to lớn màu bạc xuyên thẳng lên không trung quả nhiên ở chỗ này miệng hắn thì thào một tiếng rồi hai ngón tay kẹp lại thái nhất hóa thanh phù màu tím mơ hồ lập tức hiện ra nương theo một tia tử quang sáng lên thân hình của hắn dần dần mơ hồ không rõ cuối cùng biến mất ngay tại chỗ ở trong tuyết cốc tại chỗ tuyết động rất lớn có vô số cây cổ thụ tùng tuyết đứt gãy bị tuyết chảy vùi lấp khắp nơi đều tràn đầy các đoạn ngắn sắc cây. Mà ở chỗ sâu nhất tuyết cốc có một thứ cao cao nhô lên trên vách đá. Đó là một thanh niên da đen thân hình gầy yếu đang khoanh chân ngồi, ánh mắt gã nhìn thẳng phía trước, trong mắt thoáng hiện hào quang sáng rực. Chính là Diệp Phong, mấy ngày trước đây xung đột với Hàn Lập ở Hoạn Thú Viên. Giờ phút này, trên người gã đang có hào quang chấp động. Từng sợi lôi điện màu bạc bên ngoài thân không ngừng lượn lờ phía trên, hiển nhiên gã đang tu luyện một môn bí thuật lôi điện tương đối lợi hại khắp nơi xung quanh trong phạm vi mấy trăm trược vô luận cây cối bị tuyết động hay đất đá nham thạch tất cả đều là một mảnh cháy đen phía trên còn tỏa ra từng sợi khói trắng ha 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 phát hiện uy lực lôi điện của mình lại tiếp tục tăng lên thanh niên da đen không khỏi thoải mái cười ha hả nhưng mà vừa lúc tiếng cười còn đang vang lên miệng còn chưa khép lại toàn thân gã đột nhiên hơi chậm lại như là bị người ta làm phép định thân nguyền rùa không thể nhúc nhích mà cứng tại chỗ điện mang toàn thân gã cũng xèo thoáng một phát đều biến mất lúc này trong hư không trước người gã bỗng nhiên nhộn nhạo lên một hồi chấn động kỳ dị từ đó thân ảnh hàn lập hiện ra hai ngón tay hợp lại điểm vào mi tâm của gã cùng lúc đó trong đôi mắt hàn lập sáng lên hai luồng lam mang thâm sâu lay động tâm thần con người hắn trực tiếp dùng bí thuật thần hồn bắt đầu siêu hồn gã ta lúc trước tại hoạn thú viên hắn đã gieo xuống ấn ký thần hồn trên người diệp phong chẳng qua mấy ngày nay trong lúc hắn một mực tìm hiểu vô tướng chân luân kinh, tên Diệp Phong này một mực ở động phủ của mình, cũng không có động tĩnh gì, cho nên đến hôm nay gã ta đi thí luyện lôi pháp, hắn mới tìm được cơ hội, đuổi tới nơi này. Nương theo quá trình siêu hồn, sắc mặt Hàn Lập cũng có chút biến hóa. Hắn vốn lúc đầu cẩn thận, sau lại trở nên có vẻ ngoài ý muốn, cuối cùng trên mặt lại lộ ra một tia vui vẻ bất đắc dĩ. Sau một lát, hào quang màu lam trong mắt của hắn dần dần thu lại, ngón tay điểm tại chỗ nghi tâm Diệp Phong cũng thu trở về, không khỏi thì thào tự nói một tiếng. Cái tên này thật sự là gặp vận may, sự tình quá khứ không liên quan gì đến ngươi, nên ta cũng không so đo nhưng hôm nay cũng nên đưa vật trở lại với đúng chủ nhân rồi. Dứt lời, hắn cầm vòng tay chữ vật nơi cổ tay Diệp Phong lấy xuống, sau khi xem xét một chút, tiện tay thu vào trong ngực. Rồi sau đó, trên người hắn đột nhiên sáng lên hào quang, hóa thành một đạo hồng quang phóng lên trời, lóe lên rồi biến mất. Diệp Phong từ từ tỉnh lại, một hồi sau, miệng gã rút cuộc mới khép lại được. Gã ta giơ tay lên, vuốt vuốt đôi má có chút khó chịu, trong mắt hiện lên một tia không biết định làm gì bây giờ. Với sự tình vừa mới phát sinh, gã ta tự nhiên là không có nửa điểm ấn tượng. Nhưng khi gã nhìn đến cổ tay trống không, lập tức hoảng hồn, vội vàng đứng dậy, sờ tìm lung tung điên cuồng một hồi trên thân thể, tiếp theo lại vội vàng buông ra thần thức quét bốn phía. Không, rất nhanh, trong tuyết khốc liền vang lên một tiếng hét cuồng loạn tuyệt vọng. Lại nói hàn lập, một khắc không ngừng, phóng về tới phủ đệ, liền đi thẳng vào mật thất trong động phủ. Trên đường gặp được mộng thiền thiền, mặt mũi nàng tràn đầy vui mừng hành lễ về phía mình, hắn cũng không có chú ý đến, khiến cho tiểu cô nương âm thầm oán than cả buổi. Trong mật thất, sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn lập tức lấy vòng tay chữ vật ra, sau khi luyện hóa nó một chút, bàn tay khẽ đảo từ đó lấy ra một viên cầu màu vàng to cỡ quả trứng gà. Viên cầu này mới nhìn không có chút nào kỳ lạ nhưng khi Hàn Lập dùng minh thanh linh mục quan sát đã phát hiện một mảnh đường mây trải rộng đẹp đẽ vô cùng, liên kết lẫn nhau thành một bức đồ văn thần bí hoàn chỉnh. Hơn nữa, phía trên viên cầu còn truyền ra từng làn khí thức làm cho Hàn Lập hết sức quen thuộc. Hắn nâng viên cầu màu vàng trong lòng bàn tay, làm quang trong đôi mắt đột nhiên sáng lên. Một đám sợi thần niệm nhỏ bé từ chỗ nghi tâm uốn lượn rũi ra, dò xét, rồi chậm rãi dung nhập vào trong viên cầu màu vàng. Một tiếng ô, ô, n, gờ rung động mãnh liệt vang lên. Phù văn phía trên viên cầu màu vàng đột nhiên sáng lên, từ đó chiếu ra quang mang màu vàng kim chói mắt, dọi chiếu sáng rực cả mật thất. Chỉ thấy phía trên viên cầu màu vàng tách đôi như là cơ quan, hé ra một khe rất sâu, từ đó thỏ ra từng thanh kim loại nhỏ. Sau một hồi vang lên tiếng kim loại va chạm lại thình lình biến thành một con cua màu vàng, lớn cỡ bàn tay. Giải đạo hiểu, chứng kiến hoàng kim bàng giải xuất hiện, hàn lập vội vàng gọi nhẹ một tiếng, thăm dò, ở trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm âm thanh. Nhưng mà sau một lát, bên trong thức hải của hắn lại vang lên một âm thanh quen thuộc. Hàn đạo hữu, là ngươi, xem ra ngươi đã tìm được ta, cho dù là dùng thần niệm trao đổi, tiếng giải đạo nhân vẫn lộ ra vô cùng yếu ớt, nghe giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Nghe được câu này, trong lòng Hàn lập lập tức hiện lên một cảm giác nói không ra lời. Giải đạo hữu, ngươi còn nhớ được 300 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? vì sao ngươi tới mức bị luân lạc rồi gặp tình trạng như thế này? Hàn lập đè nén tâm trạng dối bời, hỏi thẳng, a à, đã, 300 năm rồi sao? Giải đạo nhân trần chờ một lúc, rồi ngây ngốc nói. Sau một hồi trì hoãn, âm thanh của gã đã rõ ràng, trở nên ổn định hơn rất nhiều. Sau một thời gian dài trầm mặc, gã bắt đầu thuật lại chuyện đã xảy ra năm đó, từng chút từng chút một cho Hàn Lập nghe. Hàn Lập lúc đầu còn có thể cố gắng giữ tỉnh tháo, nhưng càng nghe, thần sắc của hắn càng trở nên âm trầm. Cánh tay đang buông bên người hắn bỗng nắm chặt lại, nổi lên từng đường gân xanh rõ ràng, có thể thấy được. Hóa ra, năm đó lúc hắn gặp ba người phương bàn phục kích, cũng đã tao ngộ một gã cường địch khác. Tên đó tu vi cảnh giới cao hơn hắn nhiều, tiên nguyên lực trên người y cũng hơn xa, sau khi giao thủ không bao lâu, giải đạo nhân cùng 72 cây thanh trúc phong vân kiếm trước sau liền bị tên kia đơn giản phong ấn. Còn chính hắn, sau khi chịu trọng thương, để lại đám phệ kim trùng vương cùng ma quang dốc sức liều mạng cản phía sau mới có thể miễn cưỡng đào thoát về sau thừa dịp ma quang và phệ kim trùng vương liên thủ quấn lấy tên kia trong thời gian ngắn ngủi giải đạo nhân không tiếc tự bạo nên thân thể tiên khôi lỗi mới phá vỡ phong ấn chỉ còn lại một viên hạch tâm khôi lỗi mang theo thanh trúc phong vân kiếm chạy chối chết ta đang phi hành chạy trốn trên đường sau khi linh lực hạch tâm tiêu hao hết liền không cách nào khống chế phi kiếm chỉ có thể nhìn chúng tự động phá không rời đi sau đó ta đã mất đi ý thức, chìm vào trạng thái ngủ say, cho đến hôm nay mới được ngươi làm cho tỉnh lại. Không biết về sau xảy ra chuyện gì, Giải Đạo Nhân chậm rãi kể rõ. Về sau, Hạch Tâm do Giải Đạo Hữu biến thành bị người nhặt được, đưa tới một phường thị gần trúc long đạo bán ra. Kết quả lại trở thành tài liệu luyện khí phổ thông bán cho một gã đệ tử nội môn tư chất bình thường của trúc long đạo. Người này trong lúc vô tình, thông qua thần thức phát hiện bên trên Hạch Tâm có một ít linh văn ẩn tàng mà từ đó ngộ ra một bộ bí thuật lôi pháp có uy lực không nhỏ. Từ đó y đã qua cơn nắng hạn, đến ngày mưa rào trở thành nội môn hạch tâm. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, từ bên trên lôi pháp của y mà phát hiện manh mối. Lúc này mới tìm hiểu nguồn gốc mà tìm ngươi. Hàn lập thở dài một tiếng, giải thích như vậy, thì ra là thế, sau khi giải đạo nhân nghe xong, cũng xúc động rất lâu. Ta trước kia còn lo lắng, tên kia và kẻ theo như lời ngươi nói là cường địch sẽ có liên quan siêu hồn y thì về sau mới phát hiện tiểu tử kia chẳng qua là rời thiên đại vận khí phân chó mà thôi trước đó ta đã giết hai kẻ cừu địch năm đó chặn giết ta đã được biết sau lưng bọn chúng còn có một tên đại nhân vật bây giờ nghĩ đến hơn phân nửa chính là kẻ theo như lời ngươi nói nhưng đáng tiếc chính là lại không có thể biết rõ thân phận y ngươi còn nhớ được bộ dáng y hoặc là biết phần nào thân thế y không hàn lập dò hỏi nghe lời ấy con cua màu vàng đứng ở trong lòng bàn tay hàn lập dùng hai cái cảng ôm lấy đầu bắt đầu chậm rãi chuyển động lộ ra có chút thống khổ sau thời gian trầm mặc rất lâu ở bên trong thức hải hàn lập một lần nữa mới vang lên tiếng của giải đạo nhân chẳng biết tại sao trí nhớ của ta giống như xảy ra vấn đề gì rõ ràng mơ hồ có một cái hình dáng đại khái nhưng cuối cùng lại không nhớ nổi vẻ mặt kẻ đó ta có thể nhớ rõ một việc duy nhất chính là tiên linh lực của kẻ đó hơn xa ngươi tựa hồ còn nắm giữ một kiện tiên khí có hình dáng nghiên mực có thể điều khiển ảnh lực quả nhiên là thế kỳ thật không chỉ là ngươi cả ta cùng ma quang đạo hiếu cũng giống thế, chẳng những không có ấn tượng gì về kẻ đó, thậm chí ngay cả việc 300 năm trước xảy ra chuyện gì cũng đều đã quên sạch sẽ. Hàn Lập nghe vậy, sớm có dự liệu nói như thế. Nếu là như vậy, thật sự không ổn, giải đạo nhân có chút lo lắng nói. Theo ta suy đoán, Thanh Trúc Phong Vân Kiếm hiện nay cũng ở bên trong dãy núi Trung Minh đây, chẳng qua là không cách nào tìm được sớm thôi. Tuy nhiên, cũng may đã tìm được giải đạo hiếu, về sau vì người ta sẽ nghĩ biện pháp luyện chế ra một bộ thể xác mới, chỉ là có thể đạt tiêu chuẩn của ngươi hay không thì khó mà nói trước được. Hàn Lập có vẻ do dự nói, vậy Đa Tạ Hàn đạo hữu rồi, trừ cái đó ra, mong rằng Hàn đạo hữu chưa có quên lúc trước chúng ta tại linh giới đã có ước định. Giải đạo nhân lại nhắc nhở, chuyện này đương nhiên, ngày sau tu vi hơi thành, ta sẽ hoàn thành ước định. Hàn Lập gật đầu, nói, Giải đạo nhân nghe vậy, cũng không nói gì thêm nữa, hào quang quanh thân lóe lên một lần nữa từ con cua biến trở về bộ dáng viên cầu, được Hàn Lập thu vào. chương 199, bắt đầu thiên tinh bàn. Hàn Lập sau khi thu hồi viên cầu màu vàng do giải đạo nhân biến thành, lộ vẻ trầm ngâm. Hắn xem xét, cân nhắc kỹ các tin tức vừa mới thu được nhưng vẫn chưa thể nào tìm ra được manh mối kẻ đứng đằng sau. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ thở ra một hơi, lắc đầu. Mặc kệ, kẻ đó là ai, lúc ấy nếu có thể bước hắn đến cảnh ngộ này, chỉ sợ hiện tại hắn cũng không thể đối đầu vì vậy kế hoạch bây giờ vẫn là trước mắt không nên gặp y thì tốt hơn nếu như lúc trước phương bàn có thể tìm được mà kẻ đứng đằng sau này thần thông còn cao hơn chỉ sợ cũng sẽ không tha cho hắn chỉ là không biết kẻ đó hiện tại đã biết hắn đã trở về tiên giới hay chưa bất luận thế nào trước mắt bản thân phải tận lực tăng cường thực lực để lúc xảy ra biến cố mới không đến mức quá bị động lúc này hắn còn có một việc cần phải xử lý hàn lập vừa nghĩ tới đây tay khẽ chuyển lấy ra một trận bàn màu đen đúng là tinh di tử mẫu bàn. Giờ ở Trúc Long Đạo, khoảng cách với hải vực Hắc Phong không biết xa bao nhiêu ức vạn dặm, khả năng liên hệ với trận bàn bên kia đã cực kỳ bé nhỏ, chứ đừng nói đến nhờ vào nó mà truyền tống trọng thủy. Do đó, không chỉ có tu luyện của hóa thân địa trích bị ảnh hưởng, mà còn mất đi nguồn cung ứng trọng thủy để luyện chế trọng thủy lôi văn, một sát khí đích thực. Hai thứ này hắn đều xem trọng, cũng không thể bị đứt gãy giữa chừng như vậy được. Từ khi đặt chân lên đại lục cổ vân, vấn đề này khiến hắn rất lo nghĩ. Sau khi trên đường đến Trúc Long Đạo liên tục cân nhắc, hiện tại rốt cuộc hắn cũng thông suốt. Lúc này, Hàn Lập thay áo khoác, lật tay lấy ra mặt nạ màu xanh mang lên mặt. Tinh di tử mẫu bàn mua ở vô thường minh, muốn giải quyết vấn đề này phải tìm ở vô thường minh. Loại bảo vật truyền tống đồ vật nhỏ ở khoảng cách siêu xa này nếu ở linh giới cơ hồ là có muốn cũng không dám nghĩ tới, nhưng nơi này là tiên giới dường như không hẳn là không có. Chức năng truyền tống đó hẳn là có quan hệ với pháp tác lực. Loại bảo vật này không nhiều thì ít hẳn là dùng lực lượng pháp tắc không gian, hoặc là linh tải ẩn chứa không gian lực. Thanh quang dịu dịu trên mặt nạ sáng lên, rồi một màn sáng màu xanh xuất hiện, mặt ngoài ngưng hiện ra vô số đồ án văn tự lớn nhỏ. Hàn lập tiến về trước khu vực giao dịch, nhanh chóng tìm kiếm trên đó. Không lâu sau, mắt hắn sáng lên, trò một ngón tay vào hư không, sau đó chờ đợi phát sinh. Đợi khoảng nửa canh giờ, một đạo quang mang màu xanh từ màn sáng xuyên ra thanh quang rơi xuống ngưng tụ thành một hư ảnh nam tử đầu đội mặt nạ mãnh hổ màu xanh, thân hình cao lớn, mặc một bộ vũ bảo màu xanh. Đạo hữu là, ta nhớ ra rồi, lúc trước đạo hữu từng nhờ ta mua một bộ tinh di tử mẫu bàn. Thế nào rồi, đạo hữu dùng bộ trận bàn kia có thuận lợi không? Nam tử mặt hổ nhìn Hàn Lập đánh giá một chút, rồi giật mình cười nói. Coi như cũng được, Hàn Lập từ chối cho ý kiến, trả lời một câu. Đạo hữu không phải là trong quá trình dùng gặp vấn đề gì chứ? Nam tử mặt hổ thấy vậy hỏi, công năng trận bàn cùng miêu tả không sai biệt lắm, bất quá năm đó đạo hữu cũng không nói với ta những hạn chế của trận bàn này về phương diện khoảng cách. Hàn lập ngữ khí hơi trầm xuống, ai ra, trí nhớ của ta, ta đã quên nói rõ với đạo hữu, bộ trận bàn này chỉ có thể truyền tống trong phạm vi một đại lục nhỏ. Vượt qua khoảng cách này, bởi vì bị ảnh hưởng bởi không gian lực, hiệu lực truyền tống có thể giảm, thậm chí mất đi. Nam tử mặt hổ lấy tay dây chán ra, bộ như chợt nhớ ra. Thôi, hôm nay liên hệ là muốn hỏi các hạ một chút, còn có phương pháp đề cao khoảng cách truyền tống của tinh di tử mẫu bản không?" Hàn Lập Cao mày hỏi, đối phương năm đó rõ ràng là cố ý không nói ra nhưng bây giờ đó là điều hắn cần mà hôm nay tiến hành giao dịch, không nên so đo việc này thì tốt hơn. "Điều này, chỉ sợ không được, khoảng cách một đại lục đã là cực hạn của tinh di tử mẫu bản. Bất quá đạo hữu nếu muốn tiến hành nâng cao khoảng cách truyền tống thì cũng không phải không có biện pháp." Nam tử mặt hổ lắc đầu, sau đó lời nói xoay chuyển. Xin lắng tai nghe, Hàn Lập động lòng, kỳ thật bộ trận bàn này là nhiều năm trước, sau khi một vị hảo hữu của ta tìm hiểu một món tiên khí của ai đó, đã luyện chế ra một kiện chế phẩm chỉ có thể phát huy một hai phần trăm uy năng. Hiện nay, gã ta trải qua rất nhiều thử nghiệm, đã có thể luyện chế ra một kiện chế phẩm tương đương một phần mười uy năng với món tiên khí kia rồi, đặt tên nó là bắt đầu thiên tinh bàn. Không biết đạo hữu có hứng thú không? Nam tử mặt hổ nói như thế. a à, bảo vật này giá bao nhiêu? Hàn lập bất động thanh sắc, gật đầu hỏi thẳng, theo lời đối phương kể lại, có thể có được uy năng gấp 5 lần tinh di tử mẫu bàn trở lên thì cũng là đủ rồi. Nếu có thể đưa ra 6.000 linh thạch cực phẩm, vật ấy liền thuộc về đạo hữu rồi. Nam tử mặt hổ cười một tiếng nói, các hạ thật đúng là có công phu sư tử ngoạp, giá này không chỉ gấp 10 lần tinh di tử mẫu bàn. Hàn lập nghe vậy, sắc mặt trầm xuống nói, không thể nói như thế, cái này gọi là tiền nào của nấy, bắt đầu thiên tinh bàn tuy rằng đắt một chút nhưng tuyệt đối là vật quý có giá trị. Nam tử mặt hổ cười ha ha nói, nhiều linh thạch như vậy, tại hạ trong thời gian ngắn thật sự không có được. Ta và người đây đã là lần thứ hai làm ăn, có thể giảm giá một chút hay không? Hàn lập suy nghĩ một chút nói, cái này cũng không phải là tại hạ bất cận nhân tình, thật sự vật ấy rất quý trọng. Nếu không phải người bạn thân của ta gần đây có chút túng quẫn, vật ấy căn bản vốn không định bán ra. Nam tử mặt hổ lắc đầu liên tục, Hàn Lập lại trả giá mấy lần, vất vả lắm mới giảm giá xuống còn 5.300 linh thạch cực phẩm, sau đó nam tử mặt hổ nhất định một phần cũng không chịu giảm. Nếu như thế, trong vòng 7 ngày ta sẽ có câu trả lời thuyết phục, như thế nào? Hàn Lập khẽ thở dài nói, có thể, nam tử mặt hổ gật đầu cười, thân ảnh lóe lên lập tức biến mất. Hàn Lập lấy mặt nạ xuống, màn sáng màu xanh chung quanh cũng tiêu tán theo, hắn trở nên trầm ngâm. Một lát sau, hắn thả thần thức vào trong vòng tay chữ vật. Bên trong không gian chữ vật, các loại đồ vật đã được hắn phân loại từ sớm, thành hơn 10 loại, tài liệu yêu thú, linh thảo, khoáng thạch, còn có linh thạch, đan dược, pháp bảo, công pháp điển tịch. Thời điểm rời khỏi hải vực Hắc Phong, hầu như tất cả đồ trên người hắn đều đã đổi thành linh thạch, mấy thứ này hơn phân nửa đều là vơ vét từ trong vòng tay chữ vật của phương bàn. Bản thân hắn hôm nay có khoảng 3.200 linh thạch cực phẩm, còn thiếu hơn 2.000 linh thạch. Tất nhiên là cần bán không ít thứ để cho đủ rồi hắn không dám tùy ý lấy đồ vật của phương bàn ra dùng để tránh bị tìm ra đầu mối, nhưng nếu là giao dịch trong vô thường minh hắn cũng không có cố kỵ. Lại nói tiếp, các tài liệu yêu thú, linh thảo, khoáng thạch trong vòng tay chữ vật của phương bàn có những thứ lạ lắm, miễn cưỡng lắm hắn cũng chỉ có thể nhận ra non nửa, cũng may trên đường gặp được tôn khắc. Trên lôi thuyền, hắn nói xa nói gần về những đồ vật không biết kia, rồi nghe tôn khắc giải thích, nên về cơ bản đã rõ ràng mấy thứ này phương bàn có thể thu thành một tu sĩ chân tiên cảnh trung kỳ nắm giữ sơ bộ tốc pháp tắc qua nhiều năm như thế nên thân gia tương đối khá trong vòng tay chữ vật của y không thiếu những vật có giá trị thậm chí trong đó còn có một ít chân phẩm giá trị cao do đó cộng lại cũng đủ số linh thạch còn lại có lẽ còn dư chút ít hàn lập lúc này lấy linh thảo khoáng thạch trong vòng tay chữ vật ra chuẩn bị trong mấy ngày tới bán đi kết quả hắn đang định rời thần thức đi thì ánh mắt hơi lóe lên lần nữa phát tay lấy ra hai cái hộp một lớn một nhỏ hộp lớn là hộp ngọc được làm từ một loại ngọc thạch mát lạnh nào đó bên trong chứa một quả trứng lớn màu trắng bởi vì được hộp ngọc này không ngừng cung cấp linh khí cho nên quả trứng khổng lồ này đến nay vẫn còn có chút sinh khí hộp nhỏ còn lại dài chừng hơn một trượng bên trong có ba lông chim màu xanh như mũi tên mặt ngoài ẩn ẩn từng điểm thanh quang nhìn có chút thần bí hai món đồ này cũng là lấy từ chỗ phương bàn được y bảo quản cẩn thận hiển nhiên không phải là vật thường Tôn Khắc cũng không nhận ra hai món đồ này, do đó hắn cũng cần tuyên bố nhiệm vụ trong vô thường minh, để xem có người nhận ra hay không. Sau 7 ngày, trong mật thất, Hàn Lập đầu đội mặt nạ màu xanh, phất tay ra, màn sáng màu xanh nổi lên, rất nhanh liên lạc với nam tử mặt hổ kia. Ha ha, không biết đạo hữu suy tính như thế nào. Nam tử mặt hổ vui vẻ, hỏi, đây là 5.300 linh thạch cực phẩm, trận bàn có ở bên cạnh ngươi không? Hàn Lập móc ra một cái túi đựng đồ nói, tất nhiên, ánh mắt nam tử mặt hổ sáng ngời, nhẹ gật đầu. Hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch, hai khối trận bàn mới tinh đã vào tay Hàn Lập. Trận bàn này có màu xanh thẳm, tản mát ra quang mang màu lam mát dịu, mặt ngoài đường vân trải rộng chằng chịt, phức tạp hơn nhiều so với tinh di tử mẫu bàn. Trong trận bàn là một đồ án có 7 điểm trắng bắt mắt, tạo thành hình bắt đầu thất tinh. Vây quanh trên bề mặt hai khối trận bàn là tám viên di tinh thạch, màu sắc đậm nét, tản ra quang mang rực rỡ, tựa hồ đẳng cấp cao hơn di tinh thạch trên tinh di tử mẫu bàn. Vỗ nhẹ vào hai khối trận bàn, trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ hài lòng, nhưng lập tức lông mày khẽ nhíu lại. Trận bàn truyền tống có rồi, nhưng hắn giờ đang ở trúc long đạo, cách xa hải vực hắc phong không biết bao nhiêu vạn dặm, làm cách nào đưa một khối bắt đầu thiên tinh bàn đến tay hóa thân địa trích. Làm sao vậy, hai khối trận bàn này có vấn đề gì? Nam tử mặt hổ có chút nghi ngờ hỏi, bộ trận bàn này không có vấn đề, chỉ là ta có một vấn đề khác muốn thỉnh giáo các hạ. Tinh di tử mẫu bàn kia thực sự là không có cách nào để cao khoảng cách truyền tống hay sao, dù chỉ là một lần cũng được." Hàn Lập suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng hỏi. Nam tử mặt hổ nhìn hai khối trận bàn trong tay Hàn Lập, trong mắt hiện lên vẻ thấu hiểu, xem ra đạo hữu muốn đưa một khối trận bàn trong đó đến một nơi khác. Thực ra cũng không phải là không có cách, a, à, có biện pháp sao? Hàn Lập động lòng, rất đơn giản, đạo hữu chỉ cần khảm nạm di tinh thạch nhị phẩm lên trên tinh di tử mẫu bàn, cưỡng ép thúc dục liền có thể tạm thời tăng khoảng cách truyền tống lên gấp mấy lần, nhưng mà sau lần truyền tống này thì tinh di tử mẫu bản sẽ hỏng hoàn toàn. Nam tử mặt hổ từ tốn nói, "Di tinh thạch nhị phẩm." Hàn Lập khẽ giật mình, chính là di tinh thạch trên Bắc Đầu Thiên Tinh bàn, còn bên trên tinh di tử mẫu bản là di tinh thạch nhất phẩm. Nam tử mặt hổ giải thích, Hàn Lập nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể đưa Bắc Đầu Thiên Tinh bàn tới Hải vực Hắc Phong thì tinh di tử mẫu bản sẽ trở thành vô dụng, có hủy đi cũng không sao hắn lập tức mua một ít di tinh thạch nhị phẩm từ đối phương, ngoại trừ để lát nữa thúc dục tinh di tử mẫu bàn, số còn lại để làm đồ dự bị sau này. chương 200, Bảo Luân Sơ Thành Sau khi tạm biệt nam tử mặt hổ, Hàn lập ban bố nhiệm vụ trong vô thường minh là tìm hiểu thông tin về quả trứng màu trắng cùng lông vũ màu xanh. Sau đó, hắn gỡ mặt nạ đầu châu xuống. Sau khi cất mặt nạ, hắn lấy ra di tinh tử mẫu bàn, gỡ di tinh thạch phía trên xuống, thay vào đó tám di tinh thạch nhị phẩm, sau đó thi pháp thúc dục, Hào quang trên di tinh tử mẫu bàn sáng chói mắt, nhưng trận bàn cũng rung lên kịch liệt, từ trong tràn ra một loại không gian chấn động. Đã có nam tử mặt hổ nhắc nhở, Hàn Lập không cảm thấy ngoài ý muốn, sau một chút do dự hắn lấy ra một khối Bắc Đầu Thiên Tinh bàn cùng một nửa số di tinh thạch thả ở phía trên, thúc dục pháp quyết. O O N G. Mặt ngoài di tinh tử mẫu bàn lập tức sáng rực hào quang, tản mát ra từng đợt không gian chấn động mãnh liệt, hơn nữa nó lộ ra vẻ thập phần không ổn định, lúc mạnh lúc yếu trước cảnh này làm cho đồng tử Hàn Lập hơi co lại. Bụp một tiếng, dị biến rằng có không đến hai ba hơi, sau đó khối trận bàn này rốt cuộc nổ tung, chia năm xẻ bảy. Ngay lúc trận bàn vỡ vụn ra, khối bắt đầu thiên tinh bàn cũng biến mất trong hào quang. Hàn Lập gặp tình cảnh này trong lòng có chút không yên tâm, dù sao bộ trận bàn mới này hầu như đã tiêu hao hơn phân nửa gia sản của hắn, nếu bị hủy trong không gian chấn động thì đúng là bút ruột. Miệng hắn lẩm bẩm, vội vàng thúc giục bắt đầu thiên tinh bàn. Mặt ngoài trận bàn sáng lên từng vòng minh văn huyền ảo, cuối cùng O, O, N, G một tiếng, ánh sáng màu lam sáng ngời hiện ra. Phía trên trận bàn ngưng tụ thành một quang trận màu lam, vô số quang điểm màu trắng trong đó hiện ra, giống như những ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đêm. Ở giữa hư không, quang trận màu lam khẽ động, một vòng chất lỏng màu đen hiện ra, đúng là trọng thủy. Quá trình truyền tống trôi chảy vô cùng, không có chậm chạp chút nào. thấy vậy, trong lòng hàn lập thở dài một hơi, một tay phất lên thu vòng tròn trọng thủy vào. Bắt đầu thiên tinh bàn liên tục chấp động, từng vòng tròn trọng thủy liên tục hiện ra. Trọng thủy do hóa thân cô động trong những năm qua, sau gần nửa canh giờ đều đã chuyển tới. Hàn lập vuốt túi chân thủy bên hông, gật đầu hài lòng. Số lượng trọng thủy ở bên trong đã đạt tới gần hai dòng suối nhỏ, với nhiều trọng thủy như vậy hắn đã có thể làm được nhiều chuyện hơn. Tuy rằng bỏ ra tài sản không nhỏ, nhưng chỉ cần có thể giải quyết xong nan đề phức tạp nhiều năm nay, chính là rất đáng giá. Sau khi thu bắt đầu thiên tinh bàn vào, hắn liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa một ngày, khôi phục lại hoàn toàn tâm cảnh. Lúc này, hắn mới lấy chân ngôn hóa luân kinh ra, tìm hiểu kỹ càng pháp quyết tầng thứ nhất từ đầu tới cuối, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Thời gian cực nhanh, nháy mắt đã qua ba tháng. Trong động phủ, hàn lập khoanh chân ngồi tĩnh tọa như một bức tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích, trên thân hiện ra quang mang màu vàng nhạt. Thật lâu sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện ra tia mừng rỡ. Tuy rằng, chân ngôn hóa luân kinh thâm thúy tối nghĩa nhưng ba tháng này hắn tu luyện rất trôi chảy có chú giải kinh hỗ trợ đúng là như nước chảy thành sông vượt thẳng qua bình cảnh hầu như không tốn nhiều công sức loại tình huống cổ quái này xuất hiện lần đầu tiên còn khiến hắn tưởng là ngẫu nhiên hoặc là may mắn nhưng lần thứ hai lần thứ ba vẫn như thế trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu lẩm bẩm chẳng lẽ là thể chất của ta vừa đúng thích hợp tu luyện môn công pháp này hay sao cũng khó trách hắn nghĩ như vậy dù sao căn cứ trên chú giải kinh ghi lại, mỗi một chỗ bình cảnh đều làm tu luyện giả kẹt lại ở đó tối thiểu mấy năm, thậm chí mấy chục năm hay trên trăm năm cũng không kỳ quái. Vì vậy, hàng năm đều có không ít người buông bỏ. Nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt, hắn tuyệt không tin mình thuận lợi như thế. Bất quá hắn tự hỏi từ khi bước vào con đường tu tiên, tư chất hắn bình thường, thậm chí so với tuyệt đại đa số mọi người cũng không bằng, chưa nói tới cái gọi là linh thể thiên phú dị bẩm song sau khi hắn tu luyện tới mỗi một chỗ bình cảnh khó có thể vượt qua thì hắn lại không tốn bao nhiêu công phu vượt qua dễ dàng khiến trong lòng của hắn cảm thấy có chút nghi ngờ đồng thời cũng theo đó vui mừng quá đỗi bất kể thế nào có thể thuận lợi như thế cũng không phải là chuyện xấu trong khi tuyệt đại đa số mọi người hao phí hàng trăm hàng ngàn năm đều chưa hẳn có thể cô động thành công chân môn bảo luân nhưng bản thân hắn dựa theo mức độ tiến bộ này chỉ sợ không cần đến mấy năm là thành công nghĩ đến đây hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa tiếp tục dốc lòng tu luyện thời gian trôi nhanh thoáng cái ba năm đã qua mây khói thổi qua đỉnh núi xích hà như vô số tơ lụa bay phấp phới một vầng mặt trời đỏ theo hướng đông chậm rãi mọc lên tỏa ra hào quang màu vàng chiếu rọi đỉnh núi thành màu vàng nhàn nhạt, nhạt trên đỉnh núi xích hà hết thảy đều như cũ nhưng nếu nói là biến hóa cũng không phải là không có đó là hỏa chứa nguyên bản vốn tràn ngập toàn bộ ngọn núi nhưng trong lúc không ai hay biết đã biến mất không ít nửa dưới sườn núi vẫn tràn ngập những hỏa trướng đỏ thầm, nhưng trên sườn núi cũng đã khôi phục trong sáng. Ở nơi này ngay lúc trời vừa mới tờ mờ sáng, đám người Mộng Vân Quy đã sớm đi lên đỉnh núi, sau một phen thổ nạp nghênh đón ánh sáng mặt trời, liền theo chức trách đi lên quét dọn ở đỉnh núi. Tất cả mọi người được phân công rõ ràng, tuy rằng chỉ có 10 người phải quản lý một nơi rộng lớn lại bao gồm một cái sân, có linh điền phụ cận, sườn núi có huyệt động của linh thú hộ sơn, nhưng đều quản lý ngay ngắn, sạch sẽ, Đỉnh núi Xích Hà nằm ở bên trong dãy núi Trung Minh, cũng không tính là linh mạch cao cấp, nhưng nơi đây thiên địa linh khí có độ nồng đậm vượt xa những nơi khác của đại lục cổ vân, cũng xem như là động thiên phúc địa thích hợp cho tu luyện, cộng thêm một ít đan dược hỗ trợ được Hàn Lập ban thưởng trước đây, nên tu vi bọn họ cũng đều tăng lên rất nhiều. Nhất là Mộng Thiền Thiền, tu vi liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, bây giờ đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ rồi, và lại khí tức nội liếm, khoảng cách ngưng kết kim đan cũng chỉ là một bước ngắn, coi như là đã đến giả đan cảnh nàng này so với ba năm trước nét ngây thơ trên khuôn mặt không còn nhiều càng lộ ra vẻ lung linh hấp dẫn và trở nên thuần khiết xinh đẹp việt trần lệ trưởng lão lần này bế quan rất lâu rồi mộng thiền thiền quét dọn linh dược viên đôi mắt to thỉnh thoảng nhìn về phía cửa động phủ đang đóng chặt tu vi lệ trưởng lão đã đến cấp bậc tiên nhân một lần bế quan hàng trăm hàng ngàn năm là bình thường muội đến thời khắc mấu chốt ngưng kết kim đan có thiếu đan dược linh thạch hay không mộng vân quy hỏi không có Mộng thiền thiền khẽ gắt nói, thiền thiền, muội phải nhớ kỹ, chúng ta được lệ trưởng lão chọn chúng, được tới đây hầu hạ đã là vô cùng may mắn rồi. Lệ trưởng lão tuy đối với chúng ta không yêu cầu gì, nhưng chúng ta là tôi tớ, nghìn lần không được quên thân phận của mình. Mộng vân quy ngừng tay, dặn dò, ca ca nói rất đúng, thiền thiền đã minh bạch, mộng thiền thiền khẽ gật đầu, ta còn có một chút linh thạch, muội cầm lấy trước. Mộng vân quy thấy vậy, sắc mặt trầm tĩnh lại, vuốt vuốt đầu mộng thiền thiền, đang định mở miệng nói gì đó. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ mạnh như sấm thần từ trên trời đánh xuống, toàn bộ đỉnh núi Xích Hà chấn động, đung đưa, khiến cho không ít chim bay cá nhảy, vội vàng trốn đi chỗ khác. Ngay sau đó, bầu trời vốn trong xanh vạn dặm, đột nhiên mây gió nổi lên. Một đám mây đen to lớn đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ đỉnh núi Xích Hà, cuồn cuộn bất định. Thiên địa linh khí bắt đầu khởi động điên cuồng, cuồn cuộn hội tụ lại tạo thành một vòng xoáy linh khí vô cùng to lớn trung tâm vòng xoáy linh khí đúng là động phủ phía sau núi. Mộng Vân Quy và Mộng Thiền Thiền đối mặt với kịch biến như thế, tuy rằng trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức rung động. Những người khác cũng thế, vị lệ trưởng lão này cao thâm mặt chắc, không biết tu luyện loại thần công diệu pháp gì, thường xuyên làm ra tình huống thiên địa biến sắc như vậy, cơ bản mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một lần, bọn họ sớm đã tập mãi thành thói quen. Mộng Vân Quy nhìn mây đen trên không trung, lông mày cao lại, tình cảnh trước mắt cùng ngày thường tựa hồ có chút không giống nhau mộng vân quy ơi mộng vân quy vừa mới nói thiền thiền tại sao ngươi lại quên nhanh quá vậy sự tình lệ trưởng lão ngươi có thể phỏng đoán sao an tâm làm tôi tớ đi thật là ngu ngốc y lập tức lắc đầu cắt đứt suy nghĩ trong lòng tiếp tục vùi đầu quét dọn ở trong mật thất động phủ toàn thân hàn lập được hào quang màu vàng kim bao phủ ngũ quan thoạt nhìn có chút mơ hồ thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại kim quang nhàn nhạt trên người hắn càng ngày càng sáng, hình thành một mảnh biển hào quang màu vàng nhạt hầu như không cách nào nhìn thẳng, tràn kín toàn bộ mật thất. Linh khí cực lớn chấn động như thủy triều tỏa ra xung quanh nhưng bị cấm chế xung quanh động phủ ngăn cản lại. Trọn vẹn một canh giờ sau, xu thế hội tụ của thiên địa linh khí mới chậm rãi ngừng lại. Trên không trung đỉnh núi Xích Hà, mây đen dần dần tiêu tán, khôi phục bầu trời xanh thẳm lúc trước. Quang cảnh mây đen vừa mới che đậy biến mất như hư ảo. Trong mật thất động phủ, mảnh biển hào quang hội tụ trên người hàn lập như cá voi hút nước chỉ mấy hơi thở sau đều chui vào trong cơ thể hắn trên bụng hàn lập hiện ra một quang điểm màu vàng lúc sáng ngời trói mắt lúc ảm đạm như sắp tiêu thất quang điểm màu vàng như một cái miệng nhỏ đóng mở mỗi một lần chất sáng đều có số lượng thiên địa linh khí rất lớn chui vào trong đó cùng lúc đó trên lưng hắn ô n, -N g một tiếng hiện ra một viên luân màu vàng kim nhạt ước chừng hơn một xích chậm rãi xoay tròn từng luồng khí lành màu vàng hình thành đám mây lành xuất hiện chung quanh viên luân cùng thiên địa linh khí xung quanh cộng hưởng mạnh mẽ phát ra tiếng phản kỳ diệu dường như ca ngợi viên luân màu vàng này khí lành mây tốt vây quanh viên luân nhanh chóng chuyển động dần dần hóa thành từng sợi quang ti hơi mờ chúng hội tụ một chỗ rồi lóe lên hóa thành hai đạo phù văn khắc sâu phía trên viên luân phù văn linh động vô cùng như vật còn sống không ngừng vặn vẹo chấp động một cỗ chấn động pháp tắc không rõ lắm từ trên hai đạo phù văn lan ra Hàn lập chậm rãi mở to mắt, cúi đầu quan sát thân thể của mình, dừng lại trên quang điểm màu vàng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Ba năm khổ tu, bản thân hắn cuối cùng đã đả thông tiên khiếu thứ nhất trên thân thể, chân chính bước một bước đầu tiên tu luyện ở chân tiên cảnh. Mà viên luân màu vàng nhạt sau lưng kia đúng là chân ngôn bảo luân. chương 201 xuất hiện dị thường, bên trên chân ngôn bảo luân xuất hiện hai đạo phù văn hơi mờ, dựa theo chân ngôn hóa luân kinh ghi lại đó là thời gian đạo văn, là biểu hiện bên ngoài của pháp tắc thời gian. Thời gian đạo văn càng nhiều thì uy lực của thần thông chân ngôn bảo luân càng mạnh. Bình thường khi cô động ra chân ngôn bảo luân thì mỗi lần đả thông một tiên khiếu sẽ có cơ hội ngưng tụ ra một đoàn thời gian đạo văn, bất quá cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, tỷ lệ thành công khoảng một nửa. Mà đả thông 12 tiên khiếu, cũng chính là lúc tiến giai chân tiên cảnh trung kỳ, chỉ có người cô động ra 6 đoàn thời gian đạo văn mới chính thức được xem là tu thành chân ngôn hóa luân kinh tầng thứ nhất mà có được 6 đoàn thời gian đạo văn thì tác dụng làm chậm lại của chân ngôn bảo luân sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Nếu người tu luyện vận khí không tốt, số thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân ít hơn 6 đoàn thì vĩnh viễn không có cơ hội tu luyện chân ngôn hóa luân kinh tầng thứ hai. Trong trúc long đạo, số người may mắn cô động ra chân ngôn bảo luân là cực ít, có thể tu luyện chân ngôn hóa luân kinh tới tầng thứ hai chỉ sợ là đếm được trên đầu ngón tay, cũng không phải là do tu luyện giả không muốn tu luyện mà thật sự là bất lực. Hơn nữa, lấy thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân dùng 6 làm cơ số, nên nếu nó không đạt được 6 đoạn, dù là có 5 đoạn thì hiệu quả làm chậm lại cũng cực kỳ nhỏ bé. Về phần những người đi đường tắt, dùng pháp khí thay thế chân ngôn bảo luân, sau khi đả thông tiên khiếu, tỷ lệ ngưng tụ đoàn thời gian đạo văn trên ngụy bảo luân càng giảm nhiều. Bình thường người tu luyện xong tầng thứ nhất sẽ đả thông 12 tiên khiếu, nhưng trên ngụy bảo luân cũng chỉ cô động ra được 2-3 đoàn thời gian đạo văn. Tuy nhiên, dùng tài liệu có pháp tác lực cho ngụy bảo luân lại có khả năng tăng thêm đạo văn pháp tác lực khác chẳng qua là có thể xuất hiện bao nhiêu đạo văn phụ thuộc vào tài liệu sử dụng cho ngụy bảo luân và vận khí nếu may mắn trên ngụy bảo luân có thể tăng thêm bảy tám đoàn đạo văn pháp tác khác làm cho uy năng không thua một kiện hậu thiên tiên khí tuy nhiên cũng có người không may chỉ có thể tăng thêm một đoàn đạo văn khiến cho ngụy bảo luân như gân gà bỏ thì tiếc mà dùng không hiệu quả hàn lập nhìn hai đoàn thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân nội tâm mừng rỡ nhưng bên ngoài lại có chút không dám tin. Theo lý thuyết, mặc dù vận khí của hắn không tệ, trong lúc đả thông tiên khiếu thứ nhất sẽ cô động ra đoàn thời gian đạo văn, lý ra chỉ có một đoàn mà thôi, vậy mà hắn cô động ra đến hai đoàn. Cho dù thế nào, có thể một lần cô động ra hai đoàn thời gian đạo văn là chuyện tốt, kể từ đó áp lực tu luyện của hắn về sau sẽ giảm đi rất nhiều. Sau khi hít sâu một hơi, Hàn Lập mãnh liệt thúc giục pháp quyết. Chân ngôn bảo luân sau lưng hắn lập tức ông ông tăng tốc xoay tròn, một cỗ gợn sóng màu vàng nhạt từ trong cơ thể khuếch tán ra, lập tức bao phủ phạm vi 10 trượng xung quanh. Bên trong phạm vi bao phủ của gợn sóng màu vàng, hư không nhẹ nhàng rung động nhúc nhích, rồi lập tức khôi phục như thường, từ bên ngoài xem sẽ không thấy gì dị thường. Hàn Lập nhắm mắt cảm ứng biến hóa xung quanh, dường như trong phạm vi này mọi thứ đều trở nên hơi chậm lại một chút. Dù là không khí lưu động, thanh âm truyền lại, thậm chí thiên địa linh khí vận chuyển đều có chút chậm chạp. Thoạt nhìn tác dụng làm chậm lại của nó cùng với pháp tắc tốc độ và pháp tắc trọng lực thì cách làm có vài điểm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này chính là pháp tắc thời gian, đúng là thần kỳ, trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, chỉ tiếc lúc này tác dụng làm chậm lại cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ không tính đến, cho nên lúc đối địch, uy lực dường như còn không bằng Ngụy Bảo Luân, đoán chừng đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến tu luyện giả Cam Tâm Cô Động Ngụy Bảo Luân. Hàn Lập cười cười, kim quang lóe lên trên người Tiêu Tán sau lưng chân ngôn bảo luân cũng biến mất theo hắn đứng lên rời khỏi mật thất đi vào một gian phòng bên cạnh trên mặt bàn gian phòng này bày một trận bàn đưa tin màu xanh đang dung ông ông tản mát ra quang mang màu xanh như mặt nước ngưng tụ thành một quang cháo màu xanh bên trong quang cháo có hai cái phủ truyền tin màu trắng hàn lập khẽ vẫy tay quang cháo màu xanh tiêu tán hai cái phủ truyền tin bay vào tay hắn thần thức hắn liền chui vào trong đó trong ba năm này ngoại trừ năm cuối hắn toàn tâm bế quan trùng kích bình cảnh Thời gian còn lại hắn đã đi đi lại lại dò xét các ngọn núi lớn trong tông, tìm kiếm tung tích Thanh trúc Phong Vân kiếm, ngoài ra cũng thử dùng Vạc Bát linh cảm ứng. Đáng tiếc Thanh trúc Phong Vân kiếm dường như hoàn toàn biến mất, một tia dấu vết cũng cảm ứng không được. Mặc dù không đạt mục đích, nhưng ở trong tông coi như miễn cưỡng quen biết một số chân tiên, ngoài ra còn quan hệ không tệ cùng mấy vị chấp sự trưởng lão là tán tu giống như hắn. Thần thức của hắn rất nhanh rời khỏi, hai cái phù truyền tin là của hai trưởng lão nội môn truyền tới mời hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng hắn không chút suy nghĩ lấy ra hai cái phủ truyền tin còn trống, nói rõ tình huống sau đó lựa lời từ chối. Hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi chấp hành nhiệm vụ gì. Không lâu sau, Hàn Lập xuất hiện trong dược viên động phủ, tay cầm trưởng thiên bình tiến về phía trước đánh giá, đứng bên cạnh là một cự viên cao hơn trượt, hai mắt có chút ngốc trệ, hiển nhiên là một cỗ khôi lỗi. Thời gian cuối hắn bế quan tất nhiên không thể tiếp tục cô động tinh hạt, bất quá cũng không để cho lục dịch lãng phí, An bài một khôi lối cử viên để thao túng lục dịch tạo ra vài cọng linh thảo vạn năm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hàn lập đứng một bên như đang suy nghĩ điều gì, ngồi xuống, nhỏ lục dịch lên một gốc linh thảo. Vào lúc này dị biến phát sinh, trên người hắn đột nhiên hiện ra quang mang màu vàng nhạt, tiếp theo kim quang lóe lên sau lưng, chân ngôn bảo luân tự nhiên hiện ra. Bên trong dược viên, một cây linh thảo vạn năm gần hắn nhất rung động nhẹ, mặt ngoài hiện ra một tầng tinh quang, cùng chân ngôn bảo luân mơ hồ có chút hô ứng. Hàn Lập không khỏi kinh hãi, đứng lên, kim quang trên người hắn lóe lên rồi biến mất, chân ngôn bảo luân sau lưng cũng biến mất theo, linh thảo vạn năm cũng lập tức khôi phục lại như cũ. Gặp tình huống này, trong lòng hắn có chút ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, lần nữa ngồi xuống, thử tới gần gốc linh thảo vạn năm kia. O, o N G, linh thảo lần nữa nhẹ rung rung, mặt ngoài hiện ra một tầng tinh quang nhàn nhạt, nhạt. Trên người hắn cũng lần nữa nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt, chân ngôn bảo luân cũng hiện ra theo cả hai thứ này dường như cảm ứng với nhau. Đây là chuyện gì nhỉ? Hàn lập cau mày, càng đi đến gần dược viên hơn. Sau một khắc, cả một đám linh thảo có tuổi thọ vạn năm trở lên đều rung rung, hơn nữa tuổi thọ càng lâu rung động càng mạnh, ngược lại những linh thảo nghìn năm lại không có phản ứng. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng dậy khẽ đảo tay, lấy ra hai hộp ngọc, mở nắp hộp ra. Trong mỗi hộp là một cây linh thảo, tản mát ra in khí nồng đậm đến cực điểm, tuổi thọ trên vạn năm kết quả cây linh thảo màu xanh sẫm trong hộp ngọc bên trái ông ông rung rung, còn cây linh thảo gốc màu đỏ nhạt trong hộp ngọc bên phải lại không hề có động tĩnh gì. Cây linh thảo màu xanh sẫm là dùng lục dịch thuốc dục mà thành, linh thảo màu đỏ nhạt kia là từ trong vòng tay chữ vật của phương bàn. Chẳng lẽ ta tu luyện chân ngôn hóa luân kinh trôi chảy như thế này, hơn nữa còn cô động ra hai đoàn thời gian đạo văn, cùng cái này có quan hệ. Hàn lập lật tay, thu hai gốc linh thảo vào, thì thảo tự nói một tiếng. Một năm sau tại đỉnh núi Xích Hà. Mặt trời chiều ngã về hướng tây, ánh chiều tà màu cam nghiêng rơi xuống, phủ kín toàn bộ đỉnh núi, lộ ra vẻ ấm áp, ôn hòa. Trên một sân nhỏ rộng rãi, cảnh vật thấp thoáng kéo dài trong bóng chiều tà, có chút lờ mờ, thập phần yên tĩnh. Ở chính giữa vườn nhỏ là một bộ bàn ghế đá, một thiếu nữ thanh tú mặc hồng y, ngồi trên ghế, thân trên tỳ lên bàn đá, hai bàn tay nhỏ trắng như bạch ngọc đan chéo vào nhau chống khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia lên, nhìn có chút hiểu xìu. Gần nửa ngày trước nàng vừa mới bế quan đi ra, cuối cùng ngưng kết kim đan thành công, trở thành một tu sĩ kết đan kỳ. Vốn định khoe tin tốt với ca ca, lại phát hiện toàn bộ người trong phủ đệ hầu như đều bận rộn tu luyện, nhất thời có vài phần hụt hẫng. Cũng không biết Lệ trưởng lão đang làm gì, thiếu nữ nhìn về phía động phủ Hàn Lập thì thào lẩm bẩm. Ngoại trừ ca ca Mộng Vân Quy, người nàng muốn khoe tin tức tu vi mình tăng lên nhất chính là vị Lệ trưởng lão này. Chẳng biết tại sao Mọi người trong phủ kể cả ca ca Mộng Vân Quy đều kính sợ vị lệ trưởng lão này, chỉ có nàng cảm thấy vị lệ trưởng lão tuổi còn trẻ này không hề giống các trưởng lão khác trong tông, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, ngược lại giống như một vị huynh trưởng trong nhà. Lúc này Hàn Lập đang ở trong mật thất động phủ, trên vách tường khảm nạm những viên châu màu trắng, tản mát ra bạch quang chiếu rọi sáng ngời cả mật thất. Hàn Lập mặc bộ y phục trưởng lão, đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Trước người hắn là một trận bàn hình vuông màu xanh đen đang lơ lửng ở giữa không trung phía trên nó khảm nạm hai khối di tinh thạch, tỏa ra quang mang sáng rõ, từ bên trong ngưng tụ ra một quang trận màu lam. Chốc lát sau, phía trên quang trận lập lòe bạch quang, từ trong truyền ra từng trận chấn động kỳ dị. Chỉ thấy màu lam trong quang trận khẽ rung rung, một vòng trọng thủy màu đen lớn chừng nắm tay được truyền tống tới. Hàn lập vẫy tay thu vòng trọng thủy kia vào, rồi cũng thu bắt đầu thiên tinh bàn vào. Vòng trọng thủy trước mắt thể tích tuy rằng không lớn, nhưng so với trọng thủy truyền tống lúc trước có chỗ bất đồng, ở chính giữa ẩn chứa một tia thủy pháp tắc mà Hàn Lập cố ý để cho địa trích hóa thân truyền tống tới. Hắn hôm nay muốn thông qua trọng thủy có mang pháp tắc lực để luyện chế ra ngụy chân môn bảo luân. Kỳ thật từ lúc phát hiện mình cô động chân môn bảo luân và bên trên thời gian đạo văn xuất hiện dị thường, hắn đã quyết định luyện chế ra một ngụy chân luân rồi. Dù sao việc này chưa có cách nào khẳng định hoàn toàn là có quan hệ với trưởng thiên bình, nhưng bất kể thế nào cũng không thể để cho người ngoài phát hiện dấu vết, nếu không thì rất phiền phức cho hắn. Hàn lập nghĩ đến đây, một tay hút lấy trọng thủy, tay kia vung lên trước người. Mấy đạo quang mang liên tiếp lóe lên, một khối thiên thạch màu đen lớn bằng bàn tay, một quả minh châu màu xanh lam óng ánh, một chất lỏng màu lam như yêu huyết của dị thú, cùng một khối khoáng thạch đen nhánh, nhãn bóng phản xạ hào quang, liên tiếp hiện ra nhau nhau rơi trước người hắn.